chương 4540, khí vận chi tử. Siêu, tần trần trong nháy mắt theo hắc ám bản nguyên trì bên trong bay lướt đi đi. Lúc này, hắc ám minh thổ đã bị che đậy, minh giới cường giả cách âm dương vòng xoáy, hắc ám minh thổ cùng với ma khí đại trận, căn bản không có khả năng cảm nhận đến ở đây cảnh tượng. Ma lệ cùng xích viêm ma quân cũng bay lướt qua, nhìn hai kiện bảo binh, đều há to mồm. Thảo, cái này lừa gạt đến hai kiện trí tôn bảo binh, cái gì kia bất tử đế tôn là ngu si sao, này đều được, trời ơi, Ma lệ cùng xích viêm ma quân đều có chút xứng sờ, đây chính là trí tôn bảo binh A, cần biết, hai người bọn họ mặc dù tại ma giới trong bóng tối sát lục không biết bao nhiêu cường giả, tàn sát bao nhiêu chủng tộc cũng không có nói tới đến nhất kiện trí tôn bảo binh. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể tần trần bên này thì sao? Mồm mép động động, không những lừa dối đối phương nói ra bí mật, còn được đến hai kiện trí tôn vũ khí. Hai người có chút đờ đẫn nhìn tần trần, chuyện này. Chỉ muốn, khí vận chi tử sao? Tần Trần ngược lại rất là đạm định, tùy ý nói, minh giới bất tử đế tôn biết cái gì? Sợ là chưa từng tới bao giờ vùng vũ trụ này chứ? Biết tin tức, đơn giản đều là uyên ma lão tổ nói cho hắn biết, tin tức bế tắc, sợ là trăm vạn năm cũng chưa chắc sẽ giao lưu một lần, có thể biết thứ gì? Cũng đúng, ma lệ cùng xích viêm ma quân đều không còn gì để nói, Tần Trần nói là có đạo lý, nhưng mà, muốn mưu đồ như vậy một cái mưu kế, cũng phải thiên thời địa lợi nhân hòa. Không có uyên ma chi chủ cái này uyên ma tộc trí tôn, không có đoạt xá loạn thần ma chủ vạn linh ma tôn, đổi bọn họ lên, coi như là mưu kế cao tới đâu, sợ cũng chưa chắc có thể lừa dối đến đối phương. Chủ nhân, lúc này, uyên ma chi chủ cùng vạn linh ma tôn cũng không phải là lướt lên đến, miệng lộ nụ cười. Nhận được hai kiện trí tôn bảo khí, hai người tâm tình đều là không tệ. Tần Trần cười cười, hai đại trí tôn bảo khí, rất tốt. Với lại, phía trên mạnh mẽ khí thức tử vong, này khí thức tử vong không gì sánh được tinh thuần, đến lúc đó mình nếu là thu nhận một cái, đối với mình tu vi sợ lại có không ít đề thăng. Bất tử đế tôn, thật đúng là dám cho, thuận tay liền cho ra tới hai kiện trí tôn bảo khí, thủ bút này rất lớn. Này tử vong trí tôn bảo khí, trước cho bản thiếu đi. Tần trần khoát tay, uyên ma chi chủ trong tay đen kịt trường côn tức khác rơi vào tần trần trong tay. Cuồn cuộn tử vong chi lực dũng động, tần trần nhếch miệng cười một tiếng, bên trong tử vong đại đạo thôi động, oanh, trực tiếp đem này tử vong chi lực trấn áp, kinh khủng kia tử vong quy tắc, bị tần trần cảm ngộ, liên tục lớn mạnh chính mình đối với tử vong quy tắc lĩnh ngộ. Mộ. Quanh một tiếng, liền thấy tần trần trên thân, cuồn cuộn tử vong quy tắc dũng động, giống như một cái tử thần một dạng. Ngay sau đó, tử vong chiến phủ trong tử vong quy tắc, cũng bị tần trần cảm ngộ. Được, đừng lãng phí thời gian, uyên ma lão tổ sắc hàng lâm, mau rời đi đi. Tần trần mở mắt, con người chỗ sâu, có tử vong quy tắc lóe lên, giống như là tử thần hàng lâm. Vâng, hai người các ngươi tiến vào trước bản thiếu bên trong. Tần Trần khoát tay, tức khắc, uyên ma chi chủ cùng vạn linh ma tôn biến mất, khí thức hoàn toàn không có. Ma lệ tức khắc ánh mắt ngưng trọng nhìn Tần Trần, khí, hai đại cường giả trí tôn khí tức, nói biến mất liền biến mất, với lại hồng hoang tổ long cũng núp ở Tần Trần bên trong, thấy rõ Tần Trần bên trong, vô cùng có khả năng có một tòa cực đáng sợ tiểu thế giới. Thậm chí, là siêu việt tiểu thế giới bảo vật, này để cho hai người thẳng nghiến răng, mẹ, cùng Tần Trần so với, mình tại sao giống như là một người nghèo rất mồng tơi đây hai vị có muốn hay không cũng đi vào bản thiếu trong thân thể tần trần lúc này cười tủm tỉm nhìn về phía ma lệ cùng xích viêm ma quân hai người nhất thời hù dọa giật mình vội vàng sau lùi một bước hai vị liền như vậy đi ra ngoài chắc chắn bị ngoại giới hai đại ma tộc trí tôn phát hiện đến lúc đó nói không chừng sẽ bại lộ thân phận nếu như đi vào bản thiếu bên trong vậy an toàn nhiều như thế nào tần trần cười nói coi như ma lệ xua tay lắc đầu ai biết tần trần bên trong có cái gì vạn đi vào sợ là thân bất do kỷ Tần Trần cũng không bắt buộc, chỉ là trong lòng tiếc nuối. này Ma lệ thật đúng là cảnh giác, nếu thật đi vào hỗn độn thế giới, còn chưa phải là mặc cho bản thân vuốt ve. Bất quá đối phương không dám tiến vào, vậy cho dù Tần Trần giơ tay lên, vạn giới ma thủ chi lực dũng động, trong khoảnh khắc phía dưới hắc ám bản nguyên chỉ chi lực bị Tần Trần trong nháy mắt thu nhận, hóa thành cuồn cuộn hà lưu quét hết sạch. Hung ác Ma lệ hít một hơi lãnh khí, loạn thần ma chủ trăm triệu năm tới thu thập lực lượng bản nguyên, cứ như vậy bị tiểu tử này mang hết đi phỏng trừng nguyên ma lão tổ sau khi biết, tất nhiên sẽ tức đến thổ huyết đi. Được, đi thôi, tần trần giọng nói rơi xuống, khóe miệng mỉm cười, trong thân thể tử vong quy tắc triệt để bộc phát ra, cầm trong tay tử vong trường côn, thân hình chợt nguy nga rất nhổ lên, mà hắn khuôn mặt, cũng biến thành mơ hồ thâm thúy, tử khí cuồn cuộn. Trong chớp mắt, thì giống như hóa thành minh giới cường giả. Ngươi, ma lệ đều nhìn sướng sờ, tần trần ngụy trang rất giống, nếu không phải là bọn họ tận mắt thấy tần trần biến thân, Bọn họ thậm chí đều cho rằng Tần Trần thực sự là minh giới cường giả, hàng Lâm Phương Thiên Địa này đây. Coi như không tệ, Tần Trần nhếch miệng cười cười, hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đi theo ta đi. Thân hình thoát một cái, Tần Trần đột nhiên biến mất. Lúc này, bên ngoài Loạn Thần Ma đảo trên, oanh một tiếng, La Hầu Ma tổ tại nhất đạo kịch liệt tiếng nổ xuống, thân hình liên tiếp lui về phía sau. "Mẹ, La Hầu Ma tổ tức giận, nếu không phải mình tu vi chưa hề khôi phục, sẽ sợ trước mặt hai người này." "Bất quá" trong lòng báo động càng ngày càng đậm hơn, biết rõ uyên ma lão tổ tức sắp giáng lâm, không đi nữa, sợ là kế tiếp sẽ không có cơ hội. Mấy tên này, ma ma tức tức, còn không đi sao? Ao ao, đột nhiên thì, từng đạo đáng sợ dung viêm trường tiên nhanh chóng cuốn tới, kết hợp hắc mộ trí tôn hắc mộ lồng giam, tầng tầng đem hắn trói buộc. Hỗn đản, la hầu ma tổ cắn răng một cái, chờ không được, lại xuống tiếp, chính hắn sợ là thật muốn bị nhốt lại. Mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền vào hắn bên tai, la hầu ma tổ, chuẩn bị thoát khốn. Thảo, mấy người các người cuối cùng kết thúc, la hầu ma tổ tức giận mắng, nếu như kéo dài nữa, hắn thật muốn một người chạy trốn. Bảo, âm 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 âm, la hầu ma tổ đang nghe truyền âm sau, liền thấy trên người hắn nhất đạo đáng sợ hỗn độn sóng xung kích đột nhiên cuồn cuộn ra, từng đạo thâm thúy phù văn lóe lên, là dung viêm trường tiên cùng hắc mộ lồng giam chấn động đến mức kịch liệt lay động. Vạn ma triều tông, lấy ta vì tôn, La hầu ma tổ chắp hai tay, trong cơ thể hắn trong, giống như có một ma tộc đại thế giới tạo thành, hóa thành pháp tướng thiên địa, ba đầu sáu tay, thật lớn ma thủ chợt cắm vào lĩnh vực trói buộc trong, dùng sức chợt xé một cái. Âm ầm, đại trận kịch liệt lay động, rất nhiều ma khí bạo quyển, loạn thần ma hải phía dưới cuốn lên sóng lớn, oanh ầm một tiếng, trong phương viên vạn giảm toàn bộ sinh linh, tất cả đều hóa thành phấn vụn. Đáng chết, hắn muốn chạy, ngăn lại hắn. Viêm ma chí tôn gầm lên, con người giống như hai đợt nóng bỏng ma tinh tung bay, dung viêm vô biên, tung hoành ức vạn dặm, là ám bầu trời đen kịt hóa thành xích sắc thế giới, trong tay hắn dung viêm trường tiên, hướng về phía La Hầu Ma Tổ không để ý tới bạo cuốn tới, muốn cầm cố tay chân hắn. Chương 4541, dung viêm ma giáp. Mà Hắc Mộ Chí Tôn cũng gầm thét một tiếng, cất bước tới, trong tay xuất hiện một khối hắc sắc mộ bia, mộ bia trong có tử vong cầu nguyện tiếng vang lên, xuyên thấu qua mộ bia nhìn lại, phảng phất thấy một mảnh mai táng có vô số ma tộc cường giả mộ địa, tuyệt vọng khí thức rúng động trong nháy mắt quấy rối la hầu ma tổ não hải là linh hồn công kích một linh hồn một vật chất hai đại công kích lần thứ hai hướng la hầu ma tổ cuốn tới nếu khiến la hầu ma tổ tại hai người bọn họ bao vây rồi chạy trốn ma tổ đại nhân hàng lâm bọn họ tất nhiên khó thoát trừng phạt mắt thấy la hầu ma tổ sẽ bị lần thứ hai trói buộc nhưng đột nhiên ở giữa ầm hư không nổ tung hắc mộ trí tôn dưới chân hư không trực tiếp nổ tung hai bóng người từ trong đột nhiên lướt ầm ầm ra là ma lệ cùng xích viêm ma quân, hướng về phía hắc mộ trí tôn hoảng sợ một kích đánh tới. Hai người đột nhiên xuất hiện, làm cho hắc mộ trí tôn đột nhiên kinh hãi, dưới bản thân, lúc nào ẩn giấu như vậy hai người. Kinh sợ trong, hắn bất chấp đối với la hầu ma tổ tiếp tục xuất thủ, quay người chính là một quyền đánh phía ma lệ cùng xích viêm ma quân. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc ma diệt sát, hắc mộ trí tôn rít lên một tiếng, trong thân thể đáng sợ màu đen ma lực tận trời, dưới một kích này, thiên địa mất huy, ngừng tụ hắc mộ trí tôn tuyệt đối một kích. Bởi vì, hắn không biết đánh lén mình đến tột cùng là người nào, loại thời điểm này, hắn căn bản không dám có giữ lại chút nào. Không được, này đấm ra một quyền, ma lệ cùng xích viêm ma quân tức khắc kinh hãi. Lúc đầu, hai người bọn họ xem như là kẻ đánh lén, chắc là ra bất ngờ, chiếm thượng phong, nhưng mà đối mặt hắc mộ trí tôn một kích này, ma lệ cùng xích viêm ma quân như là trong nháy mắt rơi vào trọng trọng hắc ám thiên địa trong, linh hồn đều có một loại muốn nổ bể ra đến nhầm thấy, cuồn cuộn ma khí quy tắc, muốn đưa bọn họ thân xác cho xé rách. Gào thét, hai người nhất tề gầm thét một tiếng, là thể trong lực lượng thôi động đến mức tận cùng, một cổ trí tôn khí tức, mơ hồ bao phủ. Liền nghe được oanh một tiếng, ma lệ cùng xích viêm ma quân trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn máu, thân xác kém chút bị đánh băng diệt. Ma cổ chi lực, thôn phệ, ma lệ giống giận gào thét, ánh mắt sư tợn, cả người như là hóa thân một cái ma cổ, đem cổ ở trong cơ thể hắn tung hoành ma khí điên cuồng thôn phệ, nhưng dù vậy, hắn cũng bị thương nặng, rắc rắc một tiếng, thân xác kém chút vỡ ra. Mà bên kia, xích viêm ma quân càng không dễ chịu, oanh một tiếng, trên thân hỏa diễm khí tức trực tiếp nổ lên, lộ ra một cái uyển chuyển động nhân dáng người, tuy là y nguyên có ma khí dũng động, nhưng nở nang cao mất thân hình tại cuồn cuộn ma khí dưới, cũng là như ẩn như hiện, không cách nào che giấu. Hả, hai cái liền trí tôn cũng chưa tới vật nhỏ, tự tìm cái chết. khắc mộ trí tôn thần sắc tức giận, lúc này mới cảm ứng được, mà lệ cùng xích viêm ma quân trên thân khí thức tuy là cường hãn, nhưng cũng không phải là trí tôn, mà là hai gã đỉnh phong thiên tôn, nhiều nhất tiếp cận nửa bước trí tôn mà thôi. Có thể là hai người này, dĩ nhiên hù dọa được bản thân ngừng đối trước mắt cường giả trí tôn trói buộc. Đáng chết, viêm ma trí tôn, cẩn thận, bọn họ mục đích là giải cứu trước mặt kia ra hỏa, mau ngăn cản người này thoát khốn. Hắc mộ trí tôn biến sắc, bất chấp đối với ma lệ cùng xích viêm ma quân xuất thủ, lúc này hướng về phía viêm ma trí tôn cả giận nói. Ha ha ha, liền nghe được nhất đạo tiếng cưới to vang lên, mất đi hắc mộ trí tôn hiệp trợ, la hầu ma tổ hóa thân ba đầu sáu tay, ầm ầm xé rách trói buộc hắn lồng giam, thân hình phóng lên cao. Lưu lại, viêm ma trí tôn thấy thế thần sắc kinh sợ, nổ quát một tiếng, ầm ầm, rất nhiều dung viêm trường tiên ầm ầm bắn tới. Nhưng vào lúc này, một tiếng ầm vang, viêm ma trí tôn dưới chân loạn thần ma hải trực tiếp nổ tung, một đạo thân ảnh từ trong đột nhiên xuất hiện, hướng về phía viêm ma trí tôn đột nhiên một côn đánh tới đúng là tần trần, liền thấy thân ảnh ấy nguy nga, giống như tử thần hàng lâm, toàn thân tử vong quy tắc dũng động, trong khoảnh khắc, mảnh thiên địa này như là hóa thành tử vong lãnh địa, hóa thành một mảnh nhỏ minh thổ, bốn phía trong hư không, tử vong quy tắc quấn quanh, thoáng cái bao phủ lại viêm ma trí tôn. Cái gì, viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn đều là đại kinh, vẫn còn có cường giả ẩn núp. Một cổ đáng sợ tử vong khí tức, tại hai người trong lòng đột nhiên hiện lên, hoảng sợ nhìn lại. Liền thấy không khí trầm lặng trường côn đánh tới, thiên địa băng diệt, giống như ma tinh nổ tung, vạn cổ vỡ nát, một căn thông thiên trường côn cuồng mãnh nổ xuống, trong nháy mắt sẽ đến viêm ma chí tôn trước người. Dung viêm ma giáp, viêm ma chí tôn gầm thét một tiếng, bước ngoặt nguy hiểm, trên thân thể đột nhiên bao trùm lên một tầng nóng bỏng khải giáp, đồng thời hai tay nằm ngang ở trước ngực, liền nghe được oanh một tiếng, viêm ma chí tôn bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, kinh khủng tử khí giống như một ngồi ma sơn đập ầm ầm ở trên người hắn. Loảng xoảng loảng xoảng, tầng tầng dung viêm khí tức điên cuồng đánh vào viêm ma chí tôn trên thân, tức khắc viêm ma trí tôn trên thân dung viêm chiến giáp đột nhiên bạo liệt cả người ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết tiên huyết như hỏa vân là hư không thiêu đi ra từng cái cửa đại hắc động một kích viêm ma trí tôn liền thụ thương viêm ma hắc mộ trí tôn thấy thế sắc mặt đại biến một tiếng ầm vang giơ tay lên nhất đạo hắc sắc mộ bia trong nháy mắt đánh tới đánh nát hư không hư cút tần trần hư lạnh một côn tảo ra hắc sắc trường côn cùng hắc sắc mộ bia va chạm tức khắc bộc phát ra kinh thiên nổ vang tất cả thiên địa diệt màu đen kia mộ bia bị trong nháy mắt oanh bay rất ra ngoài, chỗ đi qua hư không tầng tầng bạo liệt. Hí, nơi xa ma lệ cùng xích viêm ma quân đều hít một hơi lãnh khí. Tần Trần, quá mạnh mẽ, hai người bọn họ đã coi như là cực đáng sợ, bình thường trí tôn cũng có thể giao thủ một. Hai, có thể lúc trước tại hắc mộ trí tôn một kích dưới, hai người vẫn là thụ thương. Nhưng Tần Trần đây, dĩ nhiên chính diện đánh lui hắc mộ trí tôn, như vậy thực lực, khiến cho hai người không khỏi vì phải biến sắc, hít một hơi lãnh khí hít một hơi lãnh khí còn có hắc mộ trí tôn cùng viêm ma trí tôn hai người kinh sợ nhìn tần trần cảm thụ được tần trần trên thân cuồn cuộn tử vong quy tắc chi lực đều là biến sắc tử vong quy tắc ngươi chẳng lẽ là minh giới người can dỡ minh giới người dám tham gia ta ma giới việc tự tìm cái chết hắc mộ trí tôn cùng viêm ma trí tôn ánh mắt dữ tợn đều phát ra gào thét tiếng ánh mắt trong có trước đó chưa từng có kinh sợ bọn họ trong lòng đều khiếp sợ minh giới bởi vì sao sẽ xuất hiện tại bọn hắn ma giới khó trách lúc trước này loạn thần ma đảo chỗ sâu, dường như có một cổ đáng sợ tử vong bản nguyên đang dũng động. Chẳng lẽ, minh giới muốn đối hắn mà giới động thủ sao? Trong nháy mắt, hai người đều là bị kinh sợ, liên tiếp lui về phía sau. Hả, tần trần ánh mắt lóe lên, hai người này, dường như không biết hắc ám minh thổ sự tình. Bằng không, sao lại toát ra bực này hoảng sợ? Hừ, ma tộc, buồn cười, nho nhỏ nhất vũ trụ trùng tộc, cũng dám cùng ta minh giới là địch. Hôm nay, tạm thời tha các người một lần, ngươi chờ, ta minh giới sẽ một ngày nào đó nhất thống vùng vũ trụ này, ha ha ha. Đi, ầm, tần trần một kích đánh lui viêm ma trí tôn, nhưng không có tiếp tục xuất thủ, mà là ngửa mặt lên trời cười ầm ầm, cuồn cuộn tử vong quy tắc tận trời, trong nháy mắt phóng lên cao, hướng nơi xa bạo lướt đi. chương 4542, ai không thể nhịn. Lúc này tần trần trong đầu, một cổ đáng sợ cảm giác nguy cơ dũng động, rất hiển nhiên, không đi nữa, có khả năng cực cao sẽ rơi vào nguy hiểm. Chúng ta cũng đi, la hầu ma tổ thấy thế, liền đối lấy ma lệ cùng xích viêm ma quân truyền âm một tiếng, vung tay lên, siêu, theo sát tần trần rời đi. Ma lệ cùng xích viêm ma quân liền càng không cần phải nói, chạy so với ai khác đều nhanh. Không được, bọn họ muốn đi, cản bọn họ lại, khắc mộ trí tôn, viêm ma trí tôn nhất tề biến sắc, liền đối lấy tần trần cùng la hầu ma tổ ngăn trở đi qua. Hừ, tần trần hư lạnh, trở tay chính là một côn đập tới, âm âm, một côn này trong tử vong chi khí bạo dũng, trực tiếp hướng về phía viêm ma trí tôn cuồn cuộn đi. Mà la hầu ma tổ cũng là gầm thét một tiếng, cười ha ha, ma khí tận trời, trong thân thể phảng phất có ma nhật nổ tung, hỗn độn ma khí bạo quyền, quán chú tại tay phải hắn, tay phải lớn như sao, một quyền đánh phía viêm ma trí tôn, giống như một mảnh đại thế giới trùng kích về phía trước, dung trời nhiếp địa. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm ầm hai cổ lực lượng cực ăn ý, đồng thời đánh phía nguyên bản là thụ thương viêm ma trí tôn. Đáng chết, viêm ma trí tôn kinh hãi, hai người này thật là quá đê tiệt, dĩ nhiên tất cả đều nhắm vào mình một cái. Cần biết, viêm ma trí tôn lúc đầu tại tần trần tập kích phía dưới cũng đã thụ thương, lúc này đối mặt hai đại cường giả một kích toàn lực, trong lòng kinh sợ, một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ theo trong đầu tung bay, liền quát to, hắc mộ, nhanh tới đây giúp ta. Nghe vậy, hắc mộ trí tôn vội vàng xuất thủ ngăn trở. ầm ầm đáng sợ ma khí điên cuồng đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên nổ vang phảng phất một thế giới trực tiếp nổ tung phía dưới loạn thần ma hải đều trực tiếp nổ tung hóa thành phấn vụn, rất nhiều tiên huyết dũng động đi ra, cũng không biết là loạn thần ma hải bên trong cái gì ma vật bị xung kích sóng trực tiếp diệt sát, thây phơi khắp nơi. Ma khí tán đi, viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn theo ma quang trong phóng lên cao, hai người thần sắc đều có chút chật vật, trên thân áo bảo lên xuống, xâm hàn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhưng là lại không thu hoạch được gì, cũng sẽ cảm nhận không tới tần trần cùng la hầu ma tổ mảy may tung tích. Luận chạy trốn bản lĩnh, tần trần cùng la hầu ma tổ tuyệt đối là tông sư cấp đáng chết, lại để cho bọn họ cho chạy trốn. Viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn toàn đều biến sắc, sắc mặt tái xanh, một lòng chợt trầm xuống. Nếu để cho lão tổ biết bọn họ phóng chạy đối phương, chắc chắn khó thoát trừng phạt, trong nháy mắt hai đại cường giả trí tôn cái chán dĩ nhiên tất cả đều toát ra mồ hôi lạnh, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nhất định phải tìm được đối phương, hai người liếc nhau, thần sắc kinh sợ, nhưng này biển rộng minh mông trên, bọn họ đi nơi nào tìm tung tích đối phương. Liền hai người thân hình thoát một cái, phải đến chỗ tìm kiếm tần trần cùng la hầu ma tổ tung tích thời điểm đột nhiên nơi xa loạn thần ma đảo trên bởi vì vì lúc chưa oanh kích trong nháy mắt sụp xuống một nửa đảo nhỏ một cổ thâm thúy ma khí mơ hồ tràn ngập ra đó tựa hồ là một cái trận pháp gì đó là cái gì hai người liếc nhau thân hình thoát một cái trong nháy mắt hàng lâm loạn thần ma đảo liền thấy nguyên bản quán chú ở chỗ này hắc ám trì một ít mỏng manh ao nước dũng động trong ma khí lực lượng bản nguyên cũng sớm đã bị hấp thu không còn một mảnh xong trong lòng hai người tuyệt vọng loạn thần ma hải hắc ám trì, dĩ nhiên biến thành như vậy. Đây chính là lão tổ vô số năm qua tâm huyết A. Không đúng, ngươi xem, hai người đột nhiên cảm nhận đến hắc ám trì chỗ sâu hắc ám bản nguyên trì trong tần trần trước khi rời đi bố trí xuống ma trận, tức khắc mặt hơi biến sắc. Đó là cái gì, hai người liếc nhau, con người thu hẹp, này hắc ám trì chỗ sâu, lại có một mảnh đại trận. Chẳng lẽ nói, này trong hắc ám trì, còn có khác cái gì? Hai người trong lòng đều nhô ra một cái ý niệm hai người bọn họ tuy là đều là cường giả trí tôn biết này loạn thần ma hải trong có lão tổ một cái trọng đại bố trí nhưng không biết có liên quan hắc ám minh thổ sự tình dù sao như vậy tin tức càng ít người biết càng tốt sở dĩ trong lòng hai người tức khắc kinh nghi ngay sau đó hai người liếc nhau trong con người đều là lướt trên một chút kiên quyết sau đó giơ tay lên ầm uhm, hai người nhất tề đánh vào tần trần bầy ma trận trên tức khắc toàn bộ ma trận ầm ầm bị vỡ ra một mảnh ẩn chứa vô tận khí tức tử vong hắc ám minh thổ một đường bọn hắn bây giờ phía trước hai người con người bỗng dưng trợn tròn, sợ hãi nói cái đó là. Hắc ám trong minh thổ tản mát ra đáng sợ tử vong khí thức, trong nháy mắt chấn nhiếp hai người. Nhưng mà chẳng kịp chờ hai người phân phân biệt rõ ràng hắc ám trong minh thổ cuối cùng có cái gì, âm dương vòng xoáy trong, nhất đạo xâm hàn tử vong chi khí bỗng dưng cuồn cuộn đi ra. Là ai, phá hoại đại trận, thiên uyên trí tôn, là người trở về sao? Âm, uhm, cuồn cuộn khí thức tử vong tận trời, hướng viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn trong nháy mắt cuốn tới. Không được, là minh giới người, không ngờ trước hai người kia còn ở chỗ này lưu lại hậu thủ. Thật lớn mật, viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn thần sắc kinh sợ, gầm thét lên tiếng, một tiếng ẩm vang, đối mặt này kinh khủng như vậy khí thức tử vong, trong nháy mắt bộc phát ra bản thân tối cường lực lược, không cần suy nghĩ, hai cổ đáng sợ trí tôn khí thức phút chốc cuồn cuộn đi ra ngoài, muốn chân áp đối phương. Đồng thời, hắc sắc mộ bia cùng dung viêm trường tiên càng là giống như lồng giam một dạng phong tỏa phương thiên điện này. Hả, không phải thiên uyên trí tôn, còn mạnh đi phá vỡ đại trận quấy rối bản tọa khôi phục. Đáng chết, xem ra là hắc ám nhất tộc người, tự tìm cái chết. Bất tử đế tôn nổi giận, lúc đầu cho rằng ma trận phá vỡ là thiên uyên trí tôn cùng loạn thần ma chủ trở về, nhưng chưa từng nghĩ, dĩ nhiên là hai cái xa lạ trí tôn khí tức, với lại vừa đến tới liền cố gắng phong tỏa chính mình. Điều này làm cho bất tử đế tôn làm sao không nộ. Này hắc ám nhất tộc thật đem mình làm trái hồng mềm sao. Tùy tiện phái ra hai cái trí tôn liền muốn đối phó chính mình có thể nhẫn nại ai không thể nhịn giết bất tử đế tôn gào thét là triệt đề tức giận trong nháy mắt thi triển ra bản thân đỉnh phong thủ đoạn liền thấy âm dương vòng xoáy trong một cổ đáng sợ tử vong khí thức cuồn cuộn mơ hồ thấy rõ ở đó âm dương vòng xoáy đối diện giống như xuất hiện một mảnh không khí trầm lặng thiên địa trong thiên địa một cái nguy nga đến không cách nào ngưỡng mộ thân ảnh ngồi xếp bằng trong ánh mắt bộc phát ra kinh khủng hồng quang quanh một tiếng hai đạo hồng quang dĩ nhiên hóa thành lợi nhận một dạng nổ bắn ra mà tới hai đạo hồng quang kích xạ xuyên thấu âm dương vòng xoáy, hóa thành hai thanh ẩn chứa vô tận tử khí trường mâu, oanh kết một tiếng trong nháy mắt xé rách hắc mộ chí tôn cùng viêm ma chí tôn công kích, trong khoảnh khắc sẽ đến trước người hai người. Đây ẩn chứa bất tử đế tôn nổi giận một kích, hư không trực tiếp bị xé nứt. Cái gì? Viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn thần sắc kinh sợ, thân hình vội vàng lui lại, trong lúc vội vàng, chỉ có thể đem chính mình hai đại chí tôn bảo khí ngang tại trước người mình. Oanh một tiếng, hai thanh tử vong trường mâu ầm ầm đánh vào hai người chí tôn bảo khí tiếng, liền nghe được oanh kết một tiếng, đáng sợ tử vong khí thức tung hoành, hắc mộ chí tôn hắc sắc trên tấm bia đá dĩ nhiên phát ra nhất đạo nhỏ bé vỡ vụn tiếng, mà bên kia viêm ma chí tôn đánh ra dung viêm trường tiên cũng trực tiếp vỡ ra, ầm một tiếng, hai người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, thân thể vỡ ra, liên tục có huyết vụ bắn tung tóe. Chương 4543, Ma tổ hàng lâm. A, à, huyết vụ bao phủ, hai người thống khổ gào thét một tiếng, ngửa mặt lên trời phun ra tiên huyết, Hai thanh tử vong trường mâu anh mở hắc sắc mộ bia cùng dung viêm trường tiên sau trực tiếp oanh tại thân thể bọn họ trên, kinh khủng tử vong chi khí đưa bọn họ ma thân xuyên thủng, kém chút băng diệt ra. Cũng may, này tử vong trường mâu xuyên thấu âm dương vòng xoáy sau, lực lượng cũng đã cực kỳ suy giảm, hai người gầm thét một tiếng, thôi động bản nguyên ma lực, cứng rắn ngăn cản tử vong trường mâu oanh sát, lúc này mới ngăn trở đầu một nơi thân một nẻo kết cục. Phốc, chỉ là bọn hắn nửa người, đều bị oanh bạo mở một cái thật lớn lỗ thủng, từng đạo đáng sợ tử khí vẫn còn ở ăn mòn bọn họ thân xác. Viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn theo tử vong trước mắt trốn ra được, sợ đến không dám ngừng lại ở chỗ này, trong nháy mắt rời khỏi nơi đây, thoáng cai xuất hiện tại loạn thần ma hải vùng trời, phúc lại là phun ra một ngụm máu tươi, nhìn phía dưới ánh mắt trước đó chưa từng có kinh sợ. Đây minh giới vị nào cường giả, quá kinh khủng, chỉ là một kích, liền để cho bọn họ trọng thương. Lúc này hai người trong lòng, hiện ra hiện tại vô tận hoảng sợ, cả người nổi ra gà bốc lên, giống như theo quỷ môn quan một chuyến một dạng thiếu chút nữa hai người bọn họ liền ngã xuống thân làm cường giả trí tôn hắc mộ trí tôn cùng viêm ma trí tôn không phải là đồ ngốc tự nhiên có thể nhìn ra đối phương cách âm dương vòng xoáy ẩn chứa có mạnh mẽ cách trở tác dụng âm dương vòng xoáy người đối diện cách âm dương vòng xoáy bày đi ra thực lực sợ là chỉ có thực lực chân chính mấy phần một trong thậm chí một chút một trong thôi nhưng dù cho như thế đối phương vẫn là trong nháy mắt trọng thương bọn họ nếu như minh giới cường giả chân thân hàng lâm này ma giới lại sẽ là thực lực cỡ nào bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật là không cách nào tưởng tượng, vây khốn đối phương, viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn lướt nhau, nhất tề gầm thét một tiếng, từng đạo trí tôn chi lực lan tràn ra, trong nháy mắt ở đó hắc ám minh thổ bên ngoài hình thành một mảnh vô hình ma khí đại trận, là hắc ám minh thổ khí thức cách trở ở bên trong. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc bọn họ cũng nhìn ra, đối phương dường như căn bản là không có cách xuyên thấu qua âm dương vòng xoáy phát huy ra thực lực chân chính, mà chỉ cần tại hắc ám minh thổ ở ngoài thiết lập đại trận, đối phương dường như liền không cách nào giết ra tới. Thấy viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn bày ma trận, âm dương vòng xoáy đối diện, bất tử đế tôn cũng là khẽ nhíu mày. Hai người này, làm cái gì, cư nhiên không đối với mình động thủ, ngược lại là đem chính mình vây ở chỗ này, buồn cười, bản thân há là tốt như vậy khốn, bất quá, bất tử đế tôn cũng không nhúc nhích tay, bởi vì vì lúc trước mấy lần chiến đấu, hắn tiêu hao đại lượng bản nguyên, nếu như muốn cưỡng ép đánh ra, tiêu hao lực lượng là càng nhiều, đến lúc đó chắc chắn được không bù mất. Ngược lại, hắn và Uyên Ma lão tổ có quyết định, cũng không phải lo lắng cho mình Hắc Ám Minh Thổ sẽ xảy ra vấn đề, chỉ cần đối phương không động thủ, hắn mừng rỡ tĩnh dưỡng. Hừ, chờ bản tọa đem ma giới đồng hóa, đã thông sinh từ luân hồi chi môn, có thể triệt để hàng lâm vùng vũ trụ này thời điểm, chính là những thứ kia đáng chết lâu la ngã xuống ngày. Bất tử đế tôn hừ lạnh một tiếng, nếu không phải vùng vũ trụ này lực lượng bản nguyên sẽ đối với đến từ minh giới hắn có thật lớn áp chế, hắn há lại sẽ bị hai cái này trí tôn vây khốn. Đáng tiếc, thiên uyên trí tôn cùng loạn thần ma chủ chẳng biết như thế nào, tại sao không được thấy bọn họ tung tích. Chẳng lẽ, là bị ngoại giới hai vị kia trí tôn cho giết. Bất tử đế tôn nhíu mày, chốc lát hắn lại lắc đầu, không đúng, đầu tiên lúc trước vẫn chưa có trí tôn ngã xuống khí thức truyền ra, tiếp, bên ngoài hai gã trí tôn thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng không phải trí tôn trong đỉnh cấp cường giả. Thiên Uyên Chí Tôn cùng loạn thần ma chủ có bản tọa ban tặng Chí Tôn bảo khí, không đến mức dễ dàng như vậy liền ngã xuống chỉ có thể chúc bọn họ hai thằng nhóc may mắn. Bất tử đế tôn ánh mắt lóe lên, khoanh chân khôi phục. Loạn thần ma đảo vùng trời, viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn cũng là ngồi xếp bằng, trên thân cuồn cuộn ma khí dũng động, bắt đầu trị liệu thương thế trên người. Viêm ma, chúng ta để lúc trước mấy người kia chạy trốn, lão tổ hàng lâm, có thể hay không trừng phạt chúng ta. Hắc mộ chí tôn cao mày, viêm ma chí tôn nghe vậy, bất đắc sĩ lắc đầu, mặc dù là lão tổ muốn trừng phạt chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thể nhận, cũng may, chúng ta tuy là thả mấy người kia, nhưng ở này hắc ám bản nguyên chỉ trong phát hiện minh giới cường giả hắc ám minh thổ có khả năng cực cao cùng trước rời khỏi mấy người có liên quan chỉ cần bảo vệ nơi đây nghĩ đến lão tổ cũng sẽ không nói cái gì đều như vậy song phương theo đuổi tâm tư của mình đều là không có động thủ mà là hai bên chỉnh đốn liền viêm ma trí tôn bọn họ thương thế còn chưa có chút khép lại lúc đột nhiên ầm loạn thần ma hải sắc trời đột nhiên ám trầm xuống ung um ung um, vô tận ma giới thiên đạo ở trong thiên địa chấn động kịch liệt toàn bộ loạn thần ma hải biển gầm tận trời phảng phất ngày tận thế tới. Một cổ làm người ta hít thở không thông khí tức, đột nhiên hàng lâm. Chỉ một thoáng, toàn bộ loạn thần ma hải trong toàn bộ cường giả đều giống như bị bóp lại cái cổ một dạng, hô hấp đều thay đổi khó khăn, tốt như xa vào vô gian luyện ngục, sinh tử đều không khỏi bản thân khống chế. Phát sinh cái gì, loạn thần ma hải trong, rất nhiều ma tộc cường giả đều hoảng sợ ngừng đầu. Vĩnh Hằng Ma Vương cùng với khác rất nhiều chưa hề chạy tới loạn thần ma đảo Ma Vương cường giả cùng bộ hạ rất nhiều đỉnh cấp ma quân, đều hoảng sợ ngẩng đầu, từng cái không kìm lòng nổi nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lúc này, tại loạn thần ma hải ở ngoài một mảnh hư không loạn lưu, tần trần cùng ma lệ bọn người hoảng sợ nhìn về phía nơi xa loạn thần ma hải vùng trời. Đen nhánh kiêu hủy diệt chi lực, cho dù cách thức vạn giảm, cũng để cho tần trần đám người cảm thấy vô biên hoảng sợ. Uyên ma lão tổ, tần trần nỉ non, con người lạnh lùng, đồng thời trong lòng hiện ra tới mạnh mẽ hoảng sợ. Này Uyên ma lão tổ, tốt thực lực đáng sợ, chỉ là tàn mát qua đến khí tức, thiếu chút nữa áp chế bọn họ có chút rung động, nếu như hàng lâm tại trước mặt bọn họ, lại sẽ có nhiều đáng sợ. Tần Trần tuy là tự tin, nhưng tuyệt không tự đại, lúc này cảm thụ được kinh khủng như vậy khí tức, để Tần Trần trong nháy mắt hiểu được, bản thân cách lưu yên ma lão tổ cảnh giới, kém quá xa. Không hổ là vùng vũ trụ này cường giả cao cấp nhất, ma giới người cầm quyền. Đi, đi mau, ma lệ cùng xích viêm ma quân thần sắc đều có chút hoảng sợ hoảng sợ, liên tục thúc giục. Bọn họ tuy là lập tức rời khỏi loạn thần ma hải, nhưng mà đối phương là uyên ma lão tổ thật muốn có lòng thăm dò lấy bọn họ thực lực bây giờ có thể chạy thoát sao lúc đầu tần trần trong lòng bọn họ cũng không thiếu tự tin thấy được kịp thời rời khỏi hẳn là không có vấn đề gì nhưng giờ này khác này chân chính cảm thụ được uyên ma lão tổ vô biên lực lượng sau từng cái tất cả đều thấp thỏm tần trần tiểu tử cẩn thận uyên ma lão tổ khí thức rất mạnh bản tổ mặc dù bây giờ khôi phục phần lớn tu vi nhưng thật muốn chiến đấu, tại đây ma giới trong sợ là cực khó chống đỡ ở đối phương, người quyết không thể cho đối phương phát hiện. Hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long thần sắc có chút nghiêm túc nói. Hắn cũng cảm thụ được này của lực lượng đáng sợ, không khỏi có chút biến sắc, quá khứ luôn luôn tùy tiện hắn, lúc này trước đó chưa từng có nghiêm túc. chương 4544, tức giận lão tổ. Chủ nhân, lão tổ hàng lâm, trực tiếp như vậy trốn đi xuống không phải phương pháp, phải nghĩ chú ý, bằng không mặc kệ trốn tới chỗ nào, đều không có khả năng thoát khỏi lão tổ truy tung. Huyên ma chi chủ vội vàng nói, hắn là huyên ma lão tổ truyền nhân, tự nhiên biết lão tổ thủ đoạn, chỉ cần lão tổ nghiêm túc, gần như không thể chạy thoát. La hầu ma tổ, ma lệ, ở đây có chỗ nào có thể ẩn giấu? Tần trần hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, hít mắt. Không có khả năng tiếp tục trốn đi xuống, lấy huyên ma lão tổ tốc độ, mặc kệ bọn hắn sớm rời khỏi rất xa, đối phương sợ đều có thủ đoạn tìm được bọn họ. Nhất định phải tìm một chỗ ẩn núp, đi vẫn thần ma vực. La hầu ma tổ trầm giọng nói, ma lệ mắt nhìn tần trần, cũng cắn răng nói, vẫn thần ma vực là chúng ta đại doanh, chỗ ấy, có một mảnh ma uyên chi địa, có lẽ có thể che đậy uyên ma lão tổ cảm nhận. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma lệ lúc này cũng có chút hoảng, trong lòng có mạnh mẽ hoảng sợ cảm giác, giống như muốn tai vạ đến nơi. Ma diệp, vẫn thần ma vực như thế nào, tần trần thăm dò uyên ma chi chủ, hắn mới là đối uyên ma lão tổ rất hiểu người. Chủ nhân, vẫn thần ma vực là ta ma giới trong một mảnh nguy hiểm cảnh địa đồng thời cũng là một vùng phế tích chi địa chỉ có những thứ kia bị ta ma tộc vứt bỏ người mới có thể đi vào trong bất quá tại vẫn thần ma vực trong thật có một mảnh vực sâu chi địa hết sức thâm thúy trong ma khí hỗn loạn có khả năng có thể tránh thoát lão tổ cảm nhận nhưng cũng chỉ là khả năng uyên ma chi chủ cũng không dám khẳng định bởi vì vẫn thần ma vực tuy là đặc thù có thể đối mặt là uyên ma lão tổ hắn cũng không dám bảo đảm vậy đi trước vẫn thần ma vực tần trần ánh mắt lóe lên quả đoán nói nếu tạm thời tìm không được địa phương khác có thể ẩn giấu vậy cũng chỉ có thể đi trước vẫn thần ma vực mấy người các ngươi dẫn đường tần trần hướng về phía la hầu ma tổ cùng ma lệ nói hỗn đản chỉ có thể như vậy ma lệ khó chịu mắt nhìn tần trần vẫn thần ma vực coi như là bọn chúng đại doanh bọn họ từ vừa mới bắt đầu phi thăng thiên giới tiến vào ma giới sau chính là hàng lâm tại vẫn thần ma vực trong mấy năm nay đi qua đối với vẫn thần ma vực đã có cực lớn trưởng khống, tự nhiên không hy vọng như vậy địa phương bại lộ ở trước mặt người khác. Đặc biệt tần trần phía trước, nhưng mà bây giờ lúc này, cũng không có biện pháp khác. Theo chúng ta đi, ma lệ cắn răng nói, chúng ta tại đây cách đó không xa, có một mảnh thông đạo truyền tống, nhưng trực tiếp đi vẫn thần ma vực. Cùng cấm, la hầu ma tổ mang theo ma lệ cùng xích viêm ma quân, đồng thời hướng về phía tần trần khẽ quát một tiếng, oanh một tiếng, ẩn giấu tại trong hư không, bạo lướt hướng thông đạo truyền tống chỗ. Lúc này, cho dù la hầu ma tổ cũng không có trước kiêu ngạo dáng vẻ, chỉ là cao mày, vùi đầu đi đường. Loạn thần ma hải vùng trời, lúc này kinh khủng ma khí phong bạo che khuất bầu trời, đem toàn bộ loạn thần ma hải tất cả đều che đậy. Lão tổ, là lão tổ đến, viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn thẳng đứng lên, nhìn về phía nơi xa phía chân trời, thần sắc thành kính cung kính, thân hình run rẩy liền thấy loạn thần ma hải vô tận cuối chân trời, nhất đạo thân ảnh mơ hồ, xa xa hiện lên. Này một đạo thân ảnh, cực mơ hồ giống như tại vô tận phía cuối chân trời có thể nháy mắt liền dĩ nhiên đi tới loạn thần ma hải trên trời dưới đất cả người đứng ngạo nghễ thiên địa giống như một cái ma thần dò xét chính mình lãnh thổ ngao du hư không đúng là uyên ma lão tổ ầm ầm uyên ma lão tổ cất bước chỗ đi qua hư không nổ tung loạn thần ma hải vốn là vô biên vô hạn cực kỳ bao la cho dù cường giả trí tôn cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể vượt qua có thể này một đạo thân ảnh lại phảng phất kéo dài hư không vô tận trong khoảnh khắc đã nhiên lai đến loạn thần ma đảo chỗ, khi thức đáng sợ bao phủ, toàn bộ loạn thần ma đảo đều đang kịch liệt nổ vang, dường như muốn nổ lên vậy. Viêm ma, hắc mộ, xin chào ma tổ đại nhân, viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn tất cả đều cúi đầu, này hai đại cường giả trí tôn, gọi là ma giới đội trời đạp đất đại nhân vật, một lời dưới, tộc quần rung động, ma giới gió nổi mây phun. Nhưng tại huyên ma lão tổ phía trước, gần giống như hai cái giống như chim cút, động cũng không dám động, nơm nớp lo sợ, thần sắc sợ hãi. Viêm ma, hắc mộ, hai người các người thủ thương. Loạn thần ma hải đến phát sinh cái gì? Loạn thần ma chủ đây, uyên ma lão tổ hàng lâm loạn thần ma hải, ánh mắt chỉ là đảo qua, trong lòng chính là chợt trầm xuống. Viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn thương thế trên người, có chút nghiêm trọng, mỗi cái bản thân bị trọng thương, rất là chật vật, điều này làm cho hắn biến sắc, tại đây ma giới trong, so viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn mạnh cũng không phải không có, nhưng hai người này là phụ mệnh lệnh mình tới trước, ma giới trong, còn có ai dám ngỗ ngược bản thân uy nghiêm trọng thương hai người, hồi lão tổ, chúng ta, viêm ma trí tôn vội vàng sợ hãi mở miệng, nơm nớp lo sợ. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, uyên ma lão tổ ánh mắt phút chốc nhìn chầm chầm tại hai người trên vết thương, tức khắc biến sắc. Tử vong chi khí, uyên ma lão tổ nổ quát một tiếng, hắn mạnh mẽ giơ tay, một tiếng ẩm vang, thân làm trí tôn viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào, bị uyên ma lão tổ trong nháy mắt vồ bắt ở trên tay như là bị kẹp lại cái cổ vịt chết, thần sắc hoảng sợ, không thể động đậy. Lão tổ, ngươi, hai người thần sắc hoảng sợ, quả nhiên là tử vong quy tắc chi lực, làm sao có thể. Này đến là chuyện gì xảy ra, uyên ma lão tổ biến sắc, không nhịn được gầm thét. Tử vong quy tắc, là minh giới người mới có thể trưởng khống quy tắc, mà mình và minh giới người từng có ước định cùng kế sách, tại sao viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn sẽ làm bị thương tại tử vong quy tắc trên. Hồi lão tổ, chính là tử vong quy tắc, lúc trước là có minh giới cường giả trọng thương chúng ta, chúng ta hoài nghi loạn thần ma hải dị biến, đều là minh giới người làm nên minh giới muốn xâm lấn ta ma giới hắc mộ trí tôn vội vàng lấy hơi hoảng sợ nói minh giới muốn xâm lấn ta ma giới làm sao có thể uyên ma lão tổ gầm lên oanh hất tay một cái là hai người trong nháy mắt ném ra mà hồi tưởng không hiểu viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn trong nháy mắt hạ xuống loạn thần ma đảo đi vào hắc ám trì trong vừa tiến vào hắc ám trì uyên ma lão tổ khí sắc tức khắc nhất biến nguyên bản ẩn chứa loạn thần ma hải trăm triệu năm hắc ám ma nguyên chi lực hắc ám trì trong ma khí mỏng manh giống như là bảo khố bị quét hết sạch hắc ám trì sao sẽ biến thành cái này bộ dạng nguyên ma lão tổ thần sắc kinh sợ gầm thét một tiếng tiếp tục thâm nhập sâu đi tới hắc ám bản nguyên trì trong tương tự thấy giống tuyết hắc ám bản nguyên trì nguyên ma lão tổ khí sắc bộc phát tái nhợt thân hình đều đang khẽ run loạn thần ma chủ phế vật kia bản tổ muốn giết hắn nguyên ma lão tổ trên thân một cổ đáng sợ ma khí phóng lên cao oanh két cả toàn loạn thần ma đảo đều kịch liệt nổ vang, trực tiếp bị vỡ ra, bên cạnh ma đảo trong khoảnh khắc nát bấy ra. Trong lòng tức giận tận trời, Uyên Ma lão tổ thần sắc kinh sợ, bất chấp dừng lại, tiếp tục hướng phía trước, trong nháy mắt liền thấy Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn bố trí ma khí đại trận. Nơi nào đến ma khí đại trận, Uyên Ma lão tổ biến sắc, ở đây lúc nào có một mảnh ma khí đại trận. Chương 4545, thật nộ, giờ cho quỷ gì, lúc này Uyên Ma lão tổ trong lòng kinh sợ, trước đó chưa từng có hắn tuy là nhận được loạn thần ma chủ đưa tin nhưng lại cũng không biết loạn thần ma hải cuối cùng phát sinh cái gì vốn tưởng rằng ở đây nhiều nhất cũng chỉ là lọt vào một ít chính đạo quân tập kích cái gì có ai nghĩ được đi tới loạn thần ma hải sau thấy lại dạng này cảnh tượng ầm um, uyên ma lão tổ gầm thét lên tiếng đáng sợ ma uy từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra đi giống như ngôi sao nổ tung ma nhật hủy diệt giờ này khắc này không ai có thể hình dung này một cổ lực lượng kinh khủng cách đó không xa viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn lộ ra vẻ hoảng sợ ầm một tiếng bị cổ lực lượng này oanh kích trực tiếp bay rất ra ngoài từng cái thần sắc hoảng sợ khóe miệng tràn máu lão tổ mà vào lúc này một tiếng ầm vang nơi xa truyền đến nhất đạo đáng sợ trí tôn khí thức viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn liền ngẩng đầu nhìn lại liền thấy nhất đạo thân ảnh đồ sộ vượt qua vô tận phía chân trời cũng trong nháy mắt hàng lâm tại loạn thần ma đảo này một đạo thân ảnh nguy nga như là thần tiên đúng là uyên ma tộc hôm nay tộc trưởng thực uyên chí tôn xin chào thực uyên trí tôn đại nhân bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn người tới, viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn nhất tề biến sắc, cấp vội cung kính hành lễ. Lão tổ hắn đây là thế nào? Thực uyên trí tôn lười để ý hai người, chỉ là hoảng sợ nhìn uyên ma lão tổ, lão tổ dĩ nhiên phát giận dữ như vậy hỏa, chẳng lẽ nói tử vong minh thổ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Thực uyên trí tôn trong lòng cả kinh, thân hình thoát một cái, vội vàng tới đến lão tổ trước người. Uyên ma lão tổ lúc này kinh sợ nhìn trước mắt ma khí đại trận, bên trong lòng thấp thỏm, bỗng nhiên giơ tay lên, sẽ là trước mặt này ma khí đại trận cho trong nháy mắt oanh bạo. Lão tổ, không thể, viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn thấy thế, tức khắc dọa cho giật mình, vội vàng tiến lên. Lão tổ, này trong trận có một tên minh giới cường giả, người này thực lực thông thiên, vạn vạn không thể sơ suất. Viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn nôn nóng nói. Minh giới cường giả, viêm ma trí tổ hừ lạnh một tiếng, đại thủ trực tiếp che hạ xuống, liền nghe được oanh một tiếng, trước mặt ma khí đại trận ầm ầm bạo liệt, nhất đạo thâm thuy khí tức tử vong, từ trong bóng rừng truyền ra ngoài. Mẹ, không về không thật sao, lại là vị nào, dám can đảm quấy nhiễu bản tọa, tự tìm cái chết. Ma khí đại trận phá vỡ trong nháy mắt, nhất đạo kinh sợ gào thét tiếng theo trong đại trận lan truyền ra. Liền thấy đại trận chỗ sâu tử vong minh thổ trong âm dương vòng xoáy trong, nhất đạo kinh thiên nộ hống tiếng gầm phóng lên cao. Âm ầm, một cổ tử vong lực lượng bản nguyên cuồn cuộn, trong nháy mắt hóa thành một thanh tử vong trường mâu, theo âm dương vòng xoáy trong đột nhiên nổ bắn ra ra này tử vong trường mâu toàn thân đen kịt, cả người tản ra khiếp người lộng lẫy, từng đạo tử vong quy tắc cùng phù văn ở phía trên lóe lên, bộc phát ra khí tức, trong nháy mắt kinh động thiên địa, hướng nguyên Ma lão tổ chính là bạo lướt mà tới. Oanh kết một tiếng, trường mâu này vừa xuất hiện, ma giới thiên đạo đều rung động, tựa hồ bị này của tử vong quy tắc cho quấy nhiễu, đáng sợ ma giới bản nguyên điên cuồng chân áp xuống, muốn chân áp này tử vong trường mâu. Bất tử đế tôn là thật nộ, hắc ám nhất tộc người năm lần bảy lượt đến chính mình tìm phiền toái, thật coi bản thân tính khí tốt, không có nổi giận thật sao. Đi tìm chết, kinh khủng tử vong trường mâu ẩn chứa bất tử đế tôn nổi giận ý chí, chém tới trước. Oanh, thiên địa sôi trào, cảm thụ được này tử vong trường mâu ở trên kinh khủng khí thức tử vong, viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn cả người nổi ra gà tất cả đi ra, trong nháy mắt, giống như như rơi vào hầm băng, linh hồn đều giống như bị đống kết, muốn dưới một kích này bị trong nháy mắt xuyên thùng, thịt nát xương tan. Này khí thức tử vong quá kinh khủng, chỉ là tản mát ra đến khí thức, tới khiến cho bọn họ sự khó thở, khó có thể ngăn cản. Nếu như oanh trên người bọn hắn, nhất định trong nháy mắt trọng thương, thậm chí chảm giết bọn hắn. Nhưng mà, uyên ma lão tổ cũng là sừng sững bất động, thân hình hắn nguy nga, đại thủ lộ ra, oanh một tiếng, thủ trưởng hóa thành màn trời một dạng, ở đó nguy nga minh mông trong lòng bàn tay, một cái ma tộc đại thế giới hiển hiện ra, tuế nguyệt, sinh tử, âm dương, đại thế khí tức phóng lên cao. Loảng xoảng một tiếng, trước mắt bao người liền thấy uyên ma lão tổ đại thủ là tử vong trường mâu ầm ầm vồ bắt ở trong tay rầm 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 đáng sợ đến có thể diệt giết cường giả trí tôn khí thức tử vong liên tục trùng kích kịch liệt đánh vào uyên ma lão tổ trên lòng bàn tay tử vong trường mâu điên cuồng chuyển động ám sát tới liền thấy mũi thương chỗ từng đạo tử vong quy tắc muốn đâm rách uyên ma lão tổ thủ trường nhưng mà uyên ma lão tổ trong lòng bàn tay từng đạo ma phù lóe lên mỗi nhất đạo ma phù đều nguy nga thật lớn giống như một san sát thái cổ thần sơn là trọng trọng khí tức tử vong cường thế ngăn trở cản lại không cách nào xâm lấn mảy may. Cuối cùng, ầm một tiếng, một thanh này tử vong trường mâu bị uyên ma lão tổ trực tiếp bóp vỡ ra, kinh khủng tử vong chi khí thoáng cái bạo tán ra, viêm ma chí tôn, hắc mộ chí tôn đều ở đây cổ khí tức tử vong dưới bị đánh bay ra hơn vạn trượng, khí sắc âm tình bất định, trên thân khí tức ba động, cuối cùng hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Này để cho hai người biến sắc, này âm dương vòng xoáy trong minh giới cường giả thật đáng sợ, chỉ là tàn mát đi ra khí tức tử vong liền làm bọn hắn thụ thương, nếu như anh trên người bọn hắn, hai người sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ hồn phi phách tán, đầu một nơi thân một nẻo. Còn tốt, là lão tổ tới. Hả, như vậy khí tức, hắc ám nhất tộc là tới vị đại nhân vật kia sao? Hừ, xem ra, hắc ám nhất tộc là phải cứ cùng ta minh giới đối nghịch, tốt, rất tốt, người hắc ám nhất tộc, thật lớn mật, ta minh giới tung hoành vũ trụ hải, vẫn là lần đầu tiên gặp phải dám cùng ta minh giới đối nghịch người. Âm âm, băng lãnh sát khí bao phủ, bất tử đế tôn cảm thụ được bản thân đánh ra đến một kích, lại bị ngăn trở trong thanh âm dũng động đi ra vô tận sát cơ hắc ám nhất tộc chắc chắn tới đại nhân vật bằng không căn bản không có khả năng ngăn lại bản thân một kích tuy là công kích mình tại thông qua sinh tử luân hồi chi môn tình hình đặc biệt lúc ấy bị vô cùng suy yếu nhưng cũng không phải bình thường trí tôn có thể ngăn cản nghĩ tới đây bất tử đế tôn triệt để tức giận âm dương vòng xoáy kịch liệt bành trướng dĩ nhiên là muốn phát động càng thêm mãnh liệt tập kích uyên ma lão tổ cường thế ngăn cản bất tử đế tôn công kích còn chưa mở miệng liền gặp được bất tử đế tôn còn muốn tiếp tục xuất thủ lập tức biến sắc vội vàng quát lên bất tử đế tôn mau dừng tay là bản tổ người nổi điên làm gì uyên ma lão tổ ù ù lên tiếng nhưng trong lòng thì buông lỏng hắn đúng là hợp tác với bất tử đế tôn cố gắng suy yếu mà giới thiên đạo chi lực hôm nay sinh tử luân hồi chi môn vẫn còn bất tử đế tôn cũng vẫn còn tình huống kia còn không có nghiêm trọng đến không cách nào vãn hồi tình trạng chỉ là đối phương nổi điên làm gì đây ngay cả mình cũng động thủ ngươi là bất tử đế tôn cao mày, thanh âm này, thế nào quen thuộc như thế? Là ta, uyên ma lão tổ, uyên ma lão tổ hừ lạnh nói, sắc mặt tái xanh. Uyên ma lão tổ, là ngươi, nghe vậy, âm dương vòng xoáy trong bộc phát ra khí thức kinh khủng thoáng cái thu lại, ngay sau đó, một cuộc tức giận ý thức lan truyền ra, tức giận nói, uyên ma lão tổ, ngươi cuối cùng chạy tới, nhìn ngươi làm chuyện tốt, lại muốn bản tỏa cùng cái gì kia hắc ám nhất tộc hợp tác, một đám ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa, tội đáng chết vạn lần chương 4546, ăn cây táo, rào cây sung. Ăn cây táo, rào cây sung, bất tử đế tôn, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Uyên ma lão tổ trong lòng cả kinh, chẳng lẽ hôm nay sự tình là hắc ám nhất tộc động thủ? Bất tử đế tôn hừ lạnh nói, hừ, cái gì chuyện gì xảy ra? Trước kia, người cùng ta ước định, ta người trong liên hợp hắc ám nhất tộc, nhược hóa vùng vũ trụ này ma giới thiên đạo, để cho hắc ám nhất tộc cùng ta minh giới có thể hàng lâm vùng vũ trụ này. Thế nhưng, không lâu, hắc ám nhất tộc lại phản bội chúng ta trực tiếp công kích bản tọa tử vong minh thổ đồng thời tranh đoạt bản tọa dùng đến suy yếu ma giới thiên đạo linh hồn sinh tử chi lực đây không phải là ăn cây táo rào cây sung là cái gì cái gì công kích người tử vong minh thổ là cùng hắc ám nhất tộc bất tử đế tôn người xác định là hắc ám nhất tộc động thủ uyên ma lão tổ trầm giọng trong lòng mơ hồ có vẻ nghi hoặc điều này sao có thể hắn trầm trọng nói bất tử đế tôn hắc ám nhất tộc sợ là ước gì hợp tác với ngươi tốt có thể hàng lâm phương vũ trụ này, ngăn trở ngươi đối với bọn họ mà nói có chỗ tốt gì. Uyên ma lão tổ không hiểu, ta đây làm sao biết, bất tử đế tôn hư lạnh, lúc trước, thật là hắc ám nhất tộc động thủ, hắc ám khí tức bản tỏa còn có thể cảm nhận sai hay sao. Nếu không phải dưới quyền ngươi thiên uyên trí tôn cùng loạn thần ma chủ xuất thủ xua đuổi đi đối phương, bản tọa sợ là còn phải tiêu hao càng nhiều bản nguyên, thiên uyên trí tôn cùng loạn thần ma chủ nói cho bản tọa, hắc ám nhất tộc sở dĩ động thủ với bản tọa, là bởi vì hắc ám nhất tộc không vẻn vẹn cùng các ngươi ma tộc hợp tác, vẫn cùng vùng vũ trụ này khác chủng tộc nhân tộc cùng cũng có hợp tác. Đánh giám, uyên ma lão tổ trực tiếp nổi giận mắng, hắc ám nhất tộc cùng nhân tộc có hợp tác. Đùa gì thế, trước kia viễn cổ nhất chiến nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực, đúng là này hắc ám nhất tộc muốn làm biện pháp hủy diệt, như thông thiên kiếm các, thiên cơ tông nhóm thế lực, cái kia diệt phong không cùng hắc ám nhất tộc có quan hệ, thiên hạ này, chỗ có chủng tộc đều có thể cùng hắc ám nhất tộc hợp tác, chỉ có nhân tộc không có khả năng. Uyên ma lão tổ khẳng định nói, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân tộc cùng hắc ám nhất tộc có huyết hải thâm cừu, đánh chết bọn họ, hai bên cũng không có khả năng hợp tác. Bản tọa còn gạt ngươi sao, nếu ngươi không tin, trực tiếp hỏi bộ tộc của ngươi thiên uyên trí tôn lại, còn có loạn thần ma chủ, trước kia ngươi chính là an bài hắn tới thủ hộ bản tọa tử vong minh thổ chứ. Lúc trước hắn cũng ở tại chỗ, chuyện này là là bọn chúng báo cho bản tọa, nếu không phải bọn họ, bản tọa sợ là cũng đã phân thân hàng lâm, Bản nguyên cực kỳ hao tổn, này tử vong minh thổ đều có thể không còn tồn tại nữa, chẳng lẽ bọn họ đều là lừa gạt bản thỏa? Bất tử đế Tôn liên tục cười lạnh, "Này uyên ma lão tổ, quá ngây thơ, cho là có huyết hải thâm cừu liền không có khả năng hợp tác sao?" Thiên địa trong, đều vì lợi ích, có lợi ích, đừng nói huyết hải thâm cừu, coi như là lớn hơn nữa cừu hật, lại có thể thế nào? Như vậy sự tình Bất tử đế Tôn chứng kiến nhiều, "Thiên uyên chí tôn, đó là ai?" Uyên ma lão tổ ánh mắt ngưng lại, rốt cục bắt được trọng điểm hít mắt, người còn có nhìn thấy loạn thần ma chủ. Bất tử đế tôn nói, thiên uyên trí tôn, là là các người uyên ma tộc trí tôn, làm sao, người không nhận biết. Còn có loạn thần ma chủ, bản tọa xác định nhìn thấy. Vậy bọn họ hiện tại người đây, bọn họ vì thay bản tọa chống lại hắc ám nhất tộc công kích, đánh ra, các người lúc trước qua đến, chẳng lẽ chưa thấy bọn họ sao? Bất tử đế tôn hừ lạnh, viêm ma trí tôn, hắc mộ chí tôn, các người qua đến. Uyên ma lão tổ xoay người, quát lạnh, lúc này viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn nhanh chóng chạy tới, liền cung kính hành lễ nói, lão tổ. Là hai người bọn họ xúc vật, cảm thụ được hai người khí tức, bất tử đế tôn trên thân khí tức tức khắc dũng động sát khí, sát khí sôi trào, uyên ma lão tổ, hai người này chính là hắc ám nhất tộc dư nghiệt, còn không thay bản tọa giết bọn hắn. Hắc ám nhất tộc dư nghiệt, cái gì lung tung, hai người này, chính là ta ma tộc người, một là viêm ma tộc viêm ma trí tôn, một là hắc mộ chí tôn. Uyên ma lão tổ trao mày, người ma tộc người, hai người này, lúc trước tại sao lại động thủ với bản tọa, uyên ma lão tổ, người muốn cho bản tọa một cái trả lời. Âm, uhm, bất tử đế tôn trên thân cuồn cuộn tử khí lộ ra, giống như huyết hải kinh thiên. Tiền bối, lúc trước ở bên ngoài, có minh giới người tập kích tại hạ, chỗ bằng vào chúng ta nghĩ lầm tiền bối cũng là ta ma tộc địch nhân, sở dĩ. Viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn cấp vội vàng giải thích. Bọn họ không phải là đồ ngốc, lúc này đều ngay lập tức hiểu được, này tử vong minh thổ trong đáng sợ minh giới tồn tại, dĩ nhiên bọn hắn ma tộc một phương người, cùng lão tổ đã sớm quen biết, thậm chí chính là hắn lão tổ lôi kéo đối phương. Nói bậy, nơi đây, liền bản tọa một người, vì sao lại có minh giới người tập kích các ngươi, uyên ma lão tổ, hai người này tuyệt đối là hắc ám nhất tộc gian tế, còn không mau mau giết bọn hắn. Bất tử đế tôn gầm hét lên, minh giới người tập kích ngươi, này đến là chuyện gì xảy ra, uyên ma lão tổ híp mắt, nghi ngờ trong lòng liên tục. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều không thích hợp địa phương, liền mắng, hai người các ngươi sau khi đi tới nơi này, cuối cùng thấy cái gì? Có không thấy loạn thần ma chủ, theo bắt đầu đến sau cùng, chuyện làm, cũng như thật báo cho, nói hết mọi chuyện. Không thể sai lầm nửa phần. Vâng, lão tổ, chúng ta thu đến thực uyên trí tôn đại nhân đưa tin sau, trước tiên liền chạy tới loạn thần ma hải, nhưng chúng ta vẫn chưa nhìn thấy loạn thần ma chủ. Chúng ta lúc chạy đến sau, đang có một ma tộc chí tôn ở đây trắng trợn sát lục, ngăn cản chúng ta. Viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn không dám khinh thường, liền đem sự tình chân tướng, đầu đuôi gốc ngọn báo cho, không dám chậm chế chút nào. Tỷ như bị la hầu ma tổ ngăn trở, về sau lại bị ma lệ cùng xích viêm ma quân tập kích, cuối cùng, bị thi triển tử vong quy tắc tần trần tập kích, bản thân bị trọng thương sự tình, từ đầu chí cuối báo cho. Toàn bộ quá trình, hai người vẫn chưa nhìn thấy bất tử đế tôn theo như lời loạn thần ma chủ cùng thiên uyên trí tôn. Nói bậy, thiên uyên trí tôn cùng loạn thần ma chủ rõ ràng là theo bản tọa từ đây ly khai, thời gian và các ngươi theo như lời cực ăn khớp, hai vị há lại sẽ không thấy được. Rõ ràng là có ý định giấu giếm, có dụng ý xấu." Bất tử đế Tôn hừ lạnh nói. "Bất tử đế Tôn, đừng vội có kết luận, người bên này là cái gì tình hình?" Uyên Ma lão tổ híp mắt nói. "Thôi được, bản tọa liền đem sự tình chân tướng, thật tốt nói một câu." Bất tử đế Tôn tuy là trong lòng tức giận, nhưng mà tại Uyên Ma lão tổ phía trước, cũng không có tiếp tục càn quấy, bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm, cũng mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Hai người này nếu thật là hắc ám nhất tộc người, há lại sẽ như vậy ngu ngốc ở tại chỗ này. Này lời nói dối, quá dễ dàng vạch trần, chỉ là, bản thân thấy, cũng cực chân thật, không có khả năng giả bộ. Lúc này, bất tử đế tôn là sự tình chân tướng, cũng đầu đuôi gốc ngọn báo cho uyên ma lão tổ. Khi nghe được có người thân có uyên ma chi lực, có thể thi triển uyên ma chi đạo sau, lập tức biến sắc, còn người thu hẹp, bất tử đế tôn, người xác định người không nhìn lầm. Đối phương thật có thể thi triển uyên ma chi đạo, chương 4547, lừa ngươi làm chi bản tọa lừa ngươi làm chi bất tử đế tôn hừ lạnh nói thực uyên trí tôn mặt hơi biến sắc liền tiến lên phía trước nói lão tổ tạo uyên ma tộc cường giả thuộc hạ cực rõ ràng căn bản không có một cái gọi thiên uyên trí tôn người ngươi là nói bản tọa đang gạt ngươi âm âm dương vòng xoáy rung động tử khí sôi trào giống như ngày tận thế tới thực uyên trí tôn nói rõ ràng là không tin mình điều này làm cho bất tử đế tôn làm sao không tức giận uyên ma lão tổ híp mắt trầm giọng nói bất tử đế tôn Chuyện này điểm đáng ngờ trọng trọng, kỳ hoặc rất nhiều, người hẳn cũng hao tổn không ít bản nguyên, tạm thời chỉnh đốn một phen, cùng bản tổ điều tra rõ chân tướng, nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo, cũng hy vọng hôm nay sự tình đừng ảnh hưởng đến hai người chúng ta trong hợp tác. Hừ, nguyên Ma lão tổ, nếu không phải là nhìn ở tại chúng ta cũng đã hợp tác nhiều năm phân thực, hôm nay việc, bản tọa tuyệt sẽ không chịu để yên, bất quá ngươi nếu nói như vậy, bản tọa thì bán ngươi một bộ mặt, hôm nay cũng không không giết hai tiểu tử này. Bất quá nếu là ngươi trở về không cho bản tọa một cái công đạo, cũng đừng trách bản tọa trở mặt, ta bất tử đế tôn, cũng không phải là tốt như vậy đùa giỡn. Còn nữa, lần này ngoài ý muốn, bản tọa hao tổn không ít bản nguyên, muốn bản tọa tiếp tục thay ngươi áp chế này ma giới thiên đạo, ngươi cần cung cấp cho bản tọa càng nhiều ma giới linh hồn cùng sinh tử chi khí, bằng không, cùng lắm chúng ta chia tay. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm, cuồn cuộn tử khí thu lại, âm dương vòng xoáy thoáng cái nội liếm, trong nháy mắt đóng truyền lại thông đạo. Bất tử đế tôn khí tức, đột nhiên biến mất, hiển nhiên ngăn cách cùng ở đây liên hệ, khôi phục nguyên khí đi. Này tử vong minh thổ, khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là so với lúc trước, lại suy yếu rất nhiều, mà hắc ám bản nguyên trì trong, cũng là trống rỗng, giống, giống như một mảnh nhỏ cần cỗi hoang dã. Uyên ma lão tổ sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm tình bất định. Lão tổ, thực uyên trí tôn liền tiến lên phía trước nói. Lão tổ, chúng ta xác định chưa thấy loạn thần ma chủ cùng cái gì kia thiên uyên chí tôn, viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn cũng vội vàng tiến lên uyên ma lão tổ khoát tay khí sắc băng lãnh đều đừng nói đi theo ta một bước bước uyên ma lão tổ trong nháy mắt đi tới loạn thần ma hải vùng trời thực uyên trí tôn nhíu mày nói lão tổ người nói lúc trước đến phát sinh cái gì tại sao bất tử đế tôn nói mình đã từng thấy loạn thần ma chủ có thể loạn thần ma chủ nhưng căn bản không ở nơi này tin tức hoàn toàn không có còn có viêm ma trí tôn bọn họ thấy tại sao cùng bất tử đế tôn tiền bối thấy hoàn toàn bất đồng Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Uyên Ma lão tổ hư lệnh một tiếng, bất quá, rất nhanh thì có thể chân tướng rõ ràng. Ầm, um, liền thấy Uyên Ma lão tổ thân hình đột nhiên nguy nga, trong nháy mắt, ảnh xạ đến toàn bộ Loạn Thần Ma Hải vùng trời. Lúc này, toàn bộ Loạn Thần Ma Hải trong cường giả đều hoảng sợ ngừng đầu, thấy một đôi băng lãnh hai mắt hiện lên ở Loạn Thần Ma Hải vùng trời, ngưng mắt nhìn Loạn Thần Ma Hải trong tất cả mọi người. Một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn sợ hãi, trong nháy mắt truyền lại tại mỗi người trong lòng làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều hoảng sợ quỳ dạp dưới đất run lẩy bẩy loạn thần ma hải bát đại ma vương ở đâu uyên ma lão tổ ù ù nổ vang bản tổ uyên ma lão tổ hôm nay loạn thần ma hải phát sinh một chút ngoài ý muốn sở dĩ bản tổ có một ít nói còn muốn hỏi chư vị nhất đạo to lớn thanh âm lạnh như băng trong nháy mắt truyền lại đến loạn thần ma hải từng cái ma tộc cường giả trong đầu giống như hồng trung đại lữ điên cuồng quanh quẩn là lão tổ lão tổ hàng lâm loạn thần ma hải trong toàn bộ cường giả đều hoảng sợ ngừng đầu. Trong bát đại ma vương, càng là run lẩy bẩy, vĩnh hằng ma đảo chỗ, vĩnh hằng ma vương, hắc thạch ma quân đám người, cũng đều hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất. Lão tổ uy nghiêm dưới, cái dị đỉnh phong thiên tôn, vậy thì thật là giống như con kiến hôi một dạng, trong nháy mắt có thể diệt. Lúc trước loạn thần ma hải phát sinh bạo động, có cường giả xông vào loạn thần ma hải, bọn ngươi có thể có cùng đối phương đã từng quen biết người. Có giao tiếp người, tiến lên, uyên ma lão tổ lạnh lùng nói, trong thanh âm mang theo một chút mê hoặc chi lực. Vù vù, tức khắc, trước mắt bao người, liền thấy hắc đồng ma vương chậm rãi đi tới, ánh mắt dại ra, giống như bị mê hoặc. Về phần khác ma vương, y nguyên quỳ dạp trên đất. Hả, liền một cái đã từng quen biết, uyên ma lão tổ cao mày, bất quá, cũng đủ. Âm, uhm, ma lão tổ ở trên không trung thông thiên hai mắt, đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người tỉnh táo lại, vĩnh hằng ma vương một trận hoảng sợ, hoàn hảo chủ nhân trước cùng loạn thần ma chủ giao thủ lúc, bản thân chưa hề tiến lên, chỉ là thủ tại chính mình mảnh đất nhỏ trên giả vờ giả vờ giả vịt, bằng không tài uyên ma lão tổ ma ngôn mê hoặc dưới, căn bản là không có cách phản kháng, tất. Nhưng sẽ đi tới, đừng nói hắn một cái đỉnh phong thiên tôn, mặc dù là cường giả trí tôn, cũng không cách nào chống lại lão tổ ma ngôn mê hoặc. Tất cả mọi người ma vương trong cường giả, chỉ có hắc đồng ma vương giật mình một cái, tỉnh táo lại. Bản thân ban nãy, là bị lão tổ mê hoặc, chỉ là hắn ý niệm này còn không rơi xuống, một tiếng ẩm vang, phía trước hư không, đột nhiên vỡ nát, một bàn tay to lớn trong nháy mắt lộ ra, thoáng cái là hắc đồng ma vương vổ lấy, đột nhiên mang đi, biến mất. Hắc đồng ma vương bên cạnh, một đám theo hắn ma quân, mỗi cái thần sắc hoảng sợ, cũng là một chữ cũng không dám nói, sợ đến cả người sụi lơ. Mà giờ khắc này, hắc đồng ma vương bị dĩ nhiên bị uyên ma lão tổ mang tới loạn thần ma đảo vùng trời. Thuộc hạ, gặp qua lão tổ, hắc đồng ma vương nơm nớp lo sợ nói, cả người như nhũn ra, đứng đều không đứng thẳng. Ngươi, gặp qua cùng loạn thần ma chủ giao thủ người. Uyên ma lão tổ híp mắt nói, vâng, thuộc hạ có từng thấy đến, thậm chí thuộc hạ cùng đối phương hai gã bộ hạ, đã từng có giao thủ. Hắc đồng ma vương vội vàng nói, thuộc hạ sẽ đem sự tình ngọn nguồn, báo cho lão tổ. Không cần, Uyên ma lão tổ nói, Hắc đồng ma vương ngẩn ra, ầm, một bàn tay lớn, trực tiếp oanh tại đỉnh đầu hắn trên, cả người bị cái bàn tay lớn này trong nháy mắt nắm bắt dựng lên. Lão tổ, không được, Hắc đồng ma vương hoảng sợ gào thét, thân sắc sợ hãi. Không cần phải ngươi từ từ mà nói, bản tổ bản thân sẽ nhìn. Thanh âm lạnh như băng vang lên, uyên ma lão tổ nắm hắc đồng ma vương thân xác, đáng sợ linh hồn chi lực, thời gian xông vào đối phương thân hình, tiến hành siêu hồn. A, à, hắc đồng ma vương phát ra kêu thê lương thảm thiết, con người trừng lớn, trong thất khiếu máu tươi chảy ra, bộ dáng thảm thiết, giống như lệ quỷ. Một bên viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn đều thần sắc hoảng sợ, cúi đầu, nơm nớp lo sợ, cả người lông tơ dựng thẳng lên. Hắc đồng ma vương chính là bát đại ma vương trong nổi bật, một thân tu vi, tiếp cận nửa bước trí tôn. Tuy là kém xa bọn họ, nhưng cường giả như vậy, há là tốt như vậy siêu hồn, trừ phi là sử dụng một ít đặc thù tàn nhẫn thủ đoạn, bằng không muốn còn hoàn hảo hơn do thám đối phương ký ức, căn bản không có khả năng. Nhưng loại này siêu hồn thủ đoạn, cực kỳ khốc liệt, coi như là siêu hồn thành công, cũng sẽ hồn phi phách tán, tàn nhẫn không gì sánh được. Chương 4548, Huy Thiên chi thuật. Uyên Ma lão tổ nhắm mắt lại, đáng sợ linh hồn chi lực tại hắc đồng ma vương trong đầu, không kiêng nể gì cả siêu cướp. Từng đạo ký ức, bị hắn rõ ràng thấy, đầu tiên là loạn thần ma hải ma nguyên đại trận bị người dẫn động, đưa tới loạn thần ma chủ tức giật, khắp nơi tìm kiếm, kinh động toàn bộ loạn thần ma hải. Về sau, loạn thần ma chủ phát hiện la hầu ma tổ mấy người, cường thế xuất thủ tiến hành trấn áp ngăn trở, cùng với đại chiến, mà hắc đồng ma vương thân làm gần nhất ma vương, nhanh nhất chạy tới, đại chiến ma lệ cùng xích viêm ma quân. Nào ngờ, đối phương thủ đoạn bất phàm chậm chạp không cách nào bắt liền xong phương ác chiến chính diện thời điểm loạn thần ma đảo xuất hiện biến cố có vô tận tử khí tàn mát loạn thần ma chủ tức giận dưới vội vàng chạy về cứu viện hắc đồng ma vương cũng là nhanh chóng chạy tới loạn thần ma đảo những thứ này cảnh tượng rõ ràng hiện ra bất quá bởi vì hắc đồng ma vương cuối cùng không có lập tức chạy về sở dĩ phía sau cảnh tượng hắn vẫn chưa thấy đương nhiên cũng bởi vậy sống một mạng ầm uhm, toàn bộ ký ức bị nguyên ma lão tổ trong nháy mắt dò xét cuối cùng hắc đồng ma vương kêu thảm một tiếng thừa nhận không được uyên ma lão tổ siêu hồn chi lực linh hồn trong nháy mắt hồn phi phách tán thân xác cũng tại chỗ băng diệt hóa thành huyết vụ này hắc đồng ma vương thật vất vả còn sống sót nhưng đáng tiếc sau cùng vẫn là chết ở chỗ này bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ lão tổ như thế nào thực uyên trí tôn khẩn trương nói chính các ngươi xem đi uyên ma lão tổ mở mắt nhất đạo hàn mang đột nhiên thoáng qua ầm um, hắn giơ tay đáng sợ ma khí tận trời, hắc đồng ma vương trong đầu cảnh tượng trong nháy mắt hiện ra tại thực uyên trí tôn cùng người trước mặt. Đây, thấy trong hình ảnh la hầu ma tổ đám người, thực uyên trí tôn con người đột nhiên thu hẹp, toát ra vẻ khiếp sợ. Lão tổ, lúc trước cùng bọn ta giao thủ, thì có người này. Viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn vội vàng hô. Còn có hai người này, lão tổ, hai người này từng tập kích qua thuộc hạ. Nhìn ma lệ cùng xích viêm ma quân, hắc mộ trí tôn liền biến sắc chính là bọn họ ba cái. Tập kích ngươi, thực uyên trí tôn nghi hoặc mắt nhìn hắc mộ chí tôn hắc mộ hai người này theo trong hình ảnh thoạt nhìn liền nửa bước trí tôn cũng đều không phải há có thể đánh lén ngươi đùa gì thế hắc mộ trí tôn liền nói thực uyên trí tôn đại nhân hai người này tu vi không có đơn giản như vậy bọn họ tập kích thuộc hạ thời điểm tu vi so hình ảnh này trong mạnh hơn nhiều mặc dù chỉ là tiếp cận nửa bước trí tôn nhưng lại mơ hồ có thương hại đến thuộc hạ thực lực đúng còn có tên còn lại tu vi cũng không chỉ trong hình thực lực bực này phải mạnh hơn không ít Viêm ma trí tôn liền nói, hừ, làm sao có thể, hắc đồng ma vương cùng người này giao thủ lúc, cùng các người cùng người này lúc giao thủ ở giữa, cách nhau nhiều nhất mấy canh giờ, sao lại có to lớn như thế tranh lệch. Thực Uyên trí tôn hừ lạnh, cường giả thực lực, sao lại tại trong khoảng thời gian ngắn biến hóa nhiều như vậy. Sợ không phải mượn cớ chứ, đại nhân, chúng ta chỗ nói chữ chữ là thật, viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn vội vàng biến sắc nói. Hắc ám bản nguyên trì, Uyên ma lão tổ lạnh giọng nói, trong thanh âm ẩn chứa vô tận tức giận lời vừa nói ra thực uyên trí tôn lập tức biến sắc nhìn xuống phía dưới hắc ám chỉ lão tổ ý ngươi là là đối phương thôn vệ này hắc ám chỉ nếu không đây uyên ma lão tổ lạnh giọng nói dám ở bản tổ mí mắt dưới phá hỏng bản tổ tính toán không biết sống chết đồ đạc người này thông qua thu nhận hắc ám trì chi lực có thể tại thời gian ngắn như vậy trong tăng cao tu vi lại cầm giữ có đáng sợ như thế hỗn độn ma khí chẳng lẽ là viễn cổ những tên kia uyên ma lão tổ hít mắt cau mày trầm tư thực uyên trí tôn nghe vậy Vội vàng thăm dò, lão tổ, lời ngươi nói đến tột cùng là người nào? Tại sao người này thuộc hạ chưa từng thấy qua? Ta ma tộc, lúc nào xuất hiện như vậy một cái cường giả? Lai lịch người này, bản tổ chỉ là có một ít suy đoán, tạm thời còn không dám khẳng định. Uyên ma lão tổ nhìn về phía Viêm Ma trí Tôn, trừ ba người bọn họ ở ngoài, các ngươi nói, còn có người khác từng cùng các ngươi động thủ? Vâng, lão tổ, còn có một tên minh giới cường giả, minh giới cường giả trong cơ thể ẩn chứa tử vong chi khí được lực, lực thậm chí không thua gì với này một tên cường giả trí tôn thuộc hạ tại người này tập kích xuống nhất thời không giết kém chút trọng thương viêm ma trí tôn vội vàng nói ô viên ma lão tổ mạnh mẽ giơ tay oanh tức khắc một cổ lực lượng đáng sợ bao phủ lại viêm ma trí tôn tại viêm ma trí tôn hoảng sợ dưới ánh mắt viêm ma trí tôn bị trong nháy mắt phủ lấy một cổ đáng sợ ma khí giống như đại dương bao la ầm ầm xông vào trong cơ thể hắn ầm ầm cổ lực lượng này kém chút là viêm ma trí tôn cho bạo nổ ra nhưng hắn lại động đẩy cũng không dám động đậy một cái, chỉ là ánh mắt sợ hãi. Cũng may, uyên ma lão tổ lực lượng tại trong thân thể hắn chỉ là đảo qua một cái, liền trong nháy mắt thu hồi, sau đó để cho hắn ném ra, viêm ma trí tôn vội vàng chật vật đứng lên. Nhất đạo vô hình khí tức tử vong, tại uyên ma lão tổ trong lòng bàn tay quán chú, giống như yên vân một dạng, không ngừng lưu truyền. Quả nhiên là tử vong chi khí, uyên ma lão tổ nhìn theo viêm ma trí tôn bên trong vổ bắt đến một chút lực lượng, nhắm mắt lại, trầm giọng nói, bất quá, này khí thức tử vong, tựa hồ có chút quỷ gì. Thật chẳng lẽ là minh giới người, bất tử đế tôn lúc trước là đang lừa gạt chúng ta. Thực uyên trí tôn trầm giọng nói, không giống, uyên ma lão tổ lắc đầu, bất tử đế tôn biết bản tọa thủ đoạn, huống chi, hắn phải cùng bản tổ hợp tác, mới có thể đi vào vùng vũ trụ này, căn bản không có lý do dùng như vậy xấu lý do lừa dối chúng ta, bởi vì, này quá dễ dàng đoán được, cũng không phù hợp lợi ích của hắn, là chuyện gì xảy ra, tại sao bất tử đế tôn cùng viêm ma trí tôn bọn họ chỗ nói hoàn toàn khác nhau. Này bản tổ tạm thời còn không có biết rõ, bất quá, này trong chắc chắn có kỳ hoặc cùng chỗ đặc biệt, hừ, muốn theo bản tổ trong tay chạy trốn, há có thể dễ dàng như vậy. Uyên ma lão tổ đột nhiên cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên ngồi xếp bằng một chút lực lượng vô hình dung nhập vào trong tay hắn đạo kia tử vong chi khí trên, sau một khắc, một cổ lực lượng đáng sợ ba động lấy uyên ma lão tổ làm trung tâm, đột nhiên cuồn cuộn đi ra ngoài ầm ầm liền thấy uyên ma lão tổ cả người phảng phất cùng ma giới thiên đạo dung hợp vào một chỗ toàn bộ ma giới trong kình khí sôi trào loạn thần ma hải trong nháy mắt rất nhiều làn sóng ma tận trời như giống ngày tận thế liền thấy uyên ma lão tổ đỉnh đầu xuất hiện nhất đạo đen kịt vòng xoáy vòng xoáy này thâm thúy đáng sợ phảng phất một chiếc gương chiếu rọi toàn bộ ma giới uyên ma lão tổ đây cố gắng thông qua ma giới thiên đạo cảm nhận ma giới mỗi một cái góc loạn thần ma hải trong vĩnh hằng ma vương đám người đều hoảng sợ ngẩng đầu ánh mắt trong dũng động đi ra vô tận đáng sợ, từng cái nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Này một cổ lực lượng, để cho bọn họ đều có một loại bị dò xét cảm giác, linh hồn đều đang run rẩy. Là lão tổ khuy thiên chi thuật, loạn thần ma đảo vùng trời, thực huyên trí tôn mấy người cũng đều ánh mắt chấn động, vô cùng kích động. Khuy thiên chi thuật, là uyên ma lão tổ đặc thù dò xét thủ đoạn, có thể lợi dụng dung hợp ma giới thiên đạo cơ hội, dò xét trong thiên địa toàn bộ dị trạng. chương 4549, Ma La Hư không trận. Mặc kệ mấy tên kia chạy đi chỗ nào, chỉ cần ở phụ cận đây, liền tất nhiên sẽ bị uyên ma lão tổ cảm nhận đến. Loại thủ đoạn này, so với loạn thần ma chủ siêu hồn thuật, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Toàn bộ trong ma tộc, cũng chỉ uyên ma lão tổ đại nhân có thể lợi dụng ma giới thiên đạo, thi triển ra này khuy thiên chi thuật. Âm ầm vô tận khí tức đáng sợ, trong nháy mắt hàng lâm vùng thế giới này, trong khoảnh khắc bao trùm loạn thần ma hải, thậm chí lấy cực kỳ tốc độ kinh người tràn ra đi. Khuy thiên chi thuật mặc dù nói có thể dò xét toàn bộ ma giới, nhưng thật chỉ là một loại kiến giải mà thôi, nguyên ma lão tổ cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng một ý niệm điều tra được toàn bộ ma giới tình trạng. Mà là lấy nguyên ma lão tổ làm trung tâm, càng gần địa phương, dựa vào thiên đạo lực lượng, nguyên ma lão tổ liền cảm nhận càng rõ ràng. Siêu, lực lượng vô hình, trong nháy mắt bao phủ qua loạn thần ma hải. Không có, hư, những gia hỏa này, chạy còn rất nhanh, bất quá, bản tổ ngược lại muốn nhìn một chút, tại đây ma giới, những gia hỏa này có thể chạy đến địa phương nào đi. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Uyên ma lão tổ suy cười một tiếng, vô hình dò xét chi lực tiếp tục khuếch tán. Lúc này, khoảng cách loạn thần ma hải ức vạn dặm bên ngoài nơi nào đó trong hư không. Tần trần cùng la hầu ma tổ mấy người đang điên cuồng bay đi lấy. Nhanh, 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 một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ thủy trung oanh nhiễu ở tại bọn hắn trong lòng, làm cho bọn họ điên cuồng bay đi lấy. Bất quá, dù cho tần trần bọn họ như thế nào bay đi, cái này cảm giác nguy cơ, hủy chung tại tần trần bọn họ trong lòng phù lược đồng thời tần trần trên đỉnh đầu bọn họ ma giới thiên đạo mơ hồ chập chờn lên giống như toàn bộ ma giới đều rơi vào một loại trạng thái quỷ dị trong đây lão tổ khuy thiên chi thuật chủ nhân cẩn thận nguyên ma chi chủ liền biến sắc khuy thiên chi thuật đó là cái gì tần trần cao mày nguyên ma chi chủ vội vàng nói khuy thiên chi thuật là lão tổ đặc thù thần thông lão tổ thân làm ma giới trưởng khống giả quanh năm cùng ma giới thiên đạo câu thông hôm nay lão tổ dĩ nhiên có khả năng đối với ma giới thiên đạo có nhất định áp chế cùng trường khống, chỉ cần lão tổ nguyện ý, lại thân dung ma giới thiên đạo, thông qua ma giới thiên đạo tới dò xét toàn bộ ma giới tình hình. Cái gì, thông qua thiên đạo tới dò xét toàn bộ ma giới tình hình? Tần trần biến sắc, lại còn có bực này thần thông. Có thể chốc lát, hắn không khỏi cao mày nói, không đúng, nếu như uyên ma lão tổ có bực này thần thông nói, còn cần thông linh ma thạch làm cái gì? Hẳn là một ý niệm, liền có thể cảm ứng được toàn bộ ma giới tình trạng. Chủ nhân, này một dạng, này khuy thiên chi thuật tuy nói có thể thông qua ma giới thiên đạo tới dò xét toàn bộ ma giới tình hình, nhưng mà, cũng là có hạn chế, cũng không phải là có thể vô cùng dò xét. Uyên ma chi chủ liền nói, tỷ như, lấy chủ nhân ngươi thực lực bây giờ, nếu lão tổ tại ta uyên ma tộc tổ địa, mặc dù là thi triển khuy thiên chi thuật, có thể mơ hồ cảm ứng được loạn thần ma hải khí thức biến hóa, nhưng chỉ là một không rõ ràng cảm nhận, mà muốn triệt để hiểu cuối cùng phát sinh cái gì, vẫn phải là tự thân hàng lâm mới có thể. Với lại khoảng cách xa như vậy, chỉ cần chủ nhân như lúc trước tại loạn thần ma hải trốn tránh loạn thần ma chủ một dạng ẩn núp, lão tổ cũng là cảm nhận không tới. Nhưng mà, hôm nay lão tổ cực có khả năng tại loạn thần ma hải thi triển này dò xét thuật, chúng ta thời gian ngắn như vậy trong, vô luận như thế nào đều không thể thoát khỏi khuy thiên chi thuật hạch tâm phạm vi, đến lúc đó, bất kể dùng thủ đoạn gì, đều có thể bị lão tổ cảm nhận đến. Có biện pháp gì, có thể trốn qua khuy thiên chi thuật dò xét. Tần Trần Trầm giọng nói, trừ phi rời khỏi lão tổ khuy thiên chi thuật hạch tâm chi địa, bất quá khuy thiên chi thuật hạch tâm chi địa quá kéo bao la vô luận như thế nào chúng ta là không bay ra được uyên ma chi chủ nôn nóng rời khỏi cái phạm vi này tần trần cao mày nhìn liền hướng ma lệ quát lạnh ma lệ chúng ta còn bao lâu đến các người bày truyền tống trận tần trần trong lòng cảm giác nguy cơ tại kịch liệt tăng thêm hiển nhiên uyên ma chi chủ chỗ nói cực có khả năng thật nhanh ma lệ cũng lo lắng nói trong lòng cũng có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác ầm uhm, một đám người điên cuồng bay đi đến suốt cục tại tần trần cả người nổi ra gà đều phải nhô ra thời điểm, la hầu ma tổ đột nhiên tại trong hư không dừng bước lại, một tiếng ẩm vang, theo trong hư không đi ra, trong nháy mắt tới đến phía dưới một chỗ sơn cốc. Ở đây, là một mảnh hoang vô chi lực, khắp nơi đều thấy không khí trầm lặng, ma khí mù mịt, hủ bại bất kham, quanh năm bị một cổ trướng khí bao phủ. Tần trần cũng trong nháy mắt đi theo la hầu ma tổ đi tới mảnh sơn cốc này. La hầu ma tổ khoát tay, tức khắc những thứ kia trướng khí tán đi, một cái ẩn giấu đại trận xuất hiện tại. Đại trận này, cực bí mật, nếu không phải La hầu ma tổ chủ động hiện ra, mặc dù là lấy tần trần trận đạo tạo nghệ, trong lúc nhất thời cũng chưa chắc có thể đơn giản phát hiện. Đi, vào trận, La hầu ma tổ bất chấp giải thích, khẽ quát một tiếng, mang theo ma lệ cùng xích viêm ma quân trong nháy mắt tiến vào này trong đại trận. Tần Trần thấy thế, cũng thân hình thoát một cái, trực tiếp đi vào trong, không có bất kỳ hoài nghi, quả đoán không gì sánh được. Này dáng vẻ, thật ra khiến La hầu ma tổ ba người lau mắt mà nhìn, ánh mắt ngưng lại. Không hổ là Tần Trần khó trách có thể có thành tựu như thế này, cử động này, quá ác quyết cùng quả đoán. Đổi lại là bọn họ, cũng không dám tùy tiện đi vào người khác đã sớm bố trí một mảnh đại trận trong, ai biết đại trận kia là cái gì đại trận. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau mở đại trận ra, thấy la hầu ma tổ bọn họ có chút sướng sờ, tần trần lúc này quát lên. Đám ngu si này, đến lúc nào rồi, đang làm gì đó. Mẹ, mở ra, la hầu ma tổ tức giận mắng một tiếng, trực tiếp thôi động đại trận, ầm ầm liền thấy cuồn cuộn ma khí rung động, bốn phía rất nhiều trướng khí bị nhanh chóng cắn nuốt, sau đó dung nhập vào trong đại trận, sau một khắc, trong hư không, nhất đạo vô hình không gian thông đạo sinh ra. Ma la hư không trận, nhìn lại này la hầu ma tổ khôi phục thực lực không ít à. Hồng hoang tổ long đột nhiên nói câu, la hầu ma tổ tại thời đại viễn cổ, chẳng những là cái đỉnh cấp hỗn độn thần ma, hơn nữa còn là một tên viễn cổ trận pháp đại sư, cái kia bách ma thần trận các loại đại trận, đều cực đáng sợ. Mà ma la hư không trận, tương tự là la hầu ma tổ trưởng khống một loại cường đại truyền tống đại trận. Quán thâu lực lượng, đừng có ngừng, la hầu ma tổ khẽ quát một tiếng, mọi người thần sắc đều cực nghiêm túc cùng ngưng trọng, từng đạo lực lượng nhanh chóng dung nhập vào trong đại trận, không có chút gì do dự. Âm ầm kia thông đạo trong, nhất đạo đáng sợ không gian chi lực sinh ra, nhanh chóng bao phủ lại tần trần bốn người. Sau một khắc, âm, một cổ cường đại không gian ba động thoáng qua, tần trần bốn người đột nhiên không thấy, biến mất ở trong thung lũng này mà ở trong đó cuồn cuộn đại trận chi lực, cũng nhanh chóng tiêu trừ không thấy. Liên tần trần bọn họ biến mất trong nháy mắt, vù vù, một cổ vô hình thiên đạo chi lực hàng lâm, trong nháy mắt bao phủ lại mảnh thiên địa này, đồng thời lấy tốc độ kinh người mở rộng ra, tốc độ này, so với tần trần bọn họ bay đi nhanh đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Hoàn hảo tần trần bọn họ cũng đã biến mất, bằng không căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. chương 4550, cảm giác nguy cơ. Hả, loạn thần ma hải chỗ, uyên ma lão tổ đột nhiên nhíu mày bởi vì hắn cảm nhận đến một cổ cực không rõ ràng oanh động, tựa hồ tại hắn khuy thiên chi thuật dưới biến mất. Bất quá, hắn không để ý, mà là tiếp tục do thám. Vù vù, đáng sợ ma giới thiên đạo chi lực nhanh chóng khuếch tán. Một khắc đồng hồ, nửa nén hương, một nén nhang, uyên ma lão tổ đột nhiên mở mắt, có ý tứ, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Uyên ma lão tổ cười, thời gian một nén nhang, hắn khuy thiên chi thuật, cũng đã bao trùm ở hắn đều không thể bay đi khoảng cách, có thể cư nhiên y nguyên không có thể cảm nhận đến mấy người kia chỗ. Đây chính là càng ngày càng có ý tứ. Lão tổ, người tìm được, thực huyên trí tôn liền tiến lên phía trước nói. Không có, mấy tên này không thấy. uyên ma lão tổ cười nhạt nói, chỉ là nụ cười rất lạnh. Cái gì, thực huyên trí tôn mở to hai mắt, lão tổ cư nhiên không tìm được. Làm sao có thể, dựa theo lão tổ khuy thiên chi thuật tốc độ, thời gian một nén nhang, đủ để bao phủ qua vô tận ma vực chỉ cần đối phương là theo loạn thần ma hải thoát đi, sớm thì bị cảm nhận đến. Lão tổ, này, điều này sao có thể? Thực huyên trí tôn khó có thể tin nói. Có cái gì không có khả năng, tuy là bản tổ không có cảm nhận đến mấy người kia, nhưng không có nghĩa là đối phương cũng đã chạy ra bản tổ trường khống. Huyên ma lão tổ suy cười một tiếng, cùng bản tổ tới. Âm, uhm, uyên ma lão tổ thân hình thoát một cái, hướng loạn thần ma hải ở ngoài bạo lướt đi. Đi, thực huyên trí tôn nhìn viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn một cái, thân hình thoát một cái, cũng đột nhiên biến mất, mà viêm ma trí tôn cùng hắc mộ chí tôn cũng nhanh chóng theo sau. Một lát sau, uyên ma lão tổ mang theo mấy người nhanh chóng đi tới loạn thần ma hải bên ngoài một chỗ chỗ trống. ầm, um, uyên ma lão tổ hướng về phía vùng hư không đó trở đánh tới, tức khắc hư không băng diệt, một cái bí cảnh không gian nổi lên. Thực uyên trí tôn mấy người nhất thời lộ ra hoảng sợ, mấy người bọn hắn lúc trước căn bản không có cảm nhận đến chỗ kia hư không lại còn có một chỗ bí cảnh. Bất quá tại lão tổ lực lượng dưới, trong nháy mắt hiện lên. Đây là một cái tàn phá bí cảnh không gian, cũng đã tàn phá vài vạn năm đến, hủ bại bất kham, bất quá trong lại không có bất kỳ sinh cơ. Không ở nơi này, uyên ma lão tổ lạnh lùng nói câu, thân hình thoát một cái, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Một lát sau, uyên ma lão tổ dĩ nhiên đi tới ngoài một chỗ hư không. Oanh, lại là đấm ra một quyền, vùng hư không đó khuấy động, một cái tàn phá thiên địa hiện lên. Hưm, là một cái viễn cổ ngã xuống nửa bước trí tôn thể nội không giản, có ý tứ, cư nhiên cùng mảnh thiên địa này dung hợp vào một chỗ uyên ma lão tổ chân mày cao lại khó trách hắn sẽ cảm thấy có cái gì không đúng nửa bước trí tôn bên trong tàn phá không gian đối với một dạng thánh chủ cùng tôn giả mà nói đây tuyệt đối là đỉnh cấp bảo tàng cùng di tích nhưng đối với uyên ma lão tổ mà nói căn bản không đáng giá vừa mắt cũng không phải ở đây đi uyên ma lão tổ tiếp tục xuất phát dọc theo đường đi uyên ma lão tổ liên tục xuất thủ thực uyên trí tôn bọn họ cũng nhìn ra lão tổ đây là đang thăm dò từng cái tại hắn lúc trước tại khuy thiên tri thuật cảm nhận dưới không thích hợp chỗ một liền xuất thủ 4 năm chỗ, đều chưa từng phát hiện không hợp lý. xuất cục, tại lần thứ 6 thời điểm, Uyên Ma lão tổ mấy người hàng lâm một mảnh hoang vu sơn cốc. Ầm, um, Uyên Ma lão tổ trực tiếp đấm ra một quyền, tức khắc, vô biên chứng khí tán đi, một cái cổ xưa trận pháp nổi lên. Lão tổ, Thực Uyên Chí Tôn liền kích động nói, Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn cũng trợn to hai mắt. Truyền tống đại trận, Uyên Ma lão tổ lộ ra cười nhạt, cuối cùng tìm được. Uyên Ma lão tổ lập tức dò xuất thủ trưởng, Từng đạo ma khí trong nháy mắt bay đi đi ra ngoài, cùng trận pháp kia kết hợp với nhau, lập tức toàn bộ trận pháp rất nhiều trận văn rõ ràng hiện lên ở nguyên ma lão tổ trước mặt. Trận pháp này, thực nguyên chí tôn ba người hít một hơi lãnh khí, này cổ xưa ma trận quá phức tạp, lấy hắn tu vi dĩ nhiên đều có chút thấy không rõ. Cấp chí tôn truyền tống trận, có ý tứ, như vậy khí tức viễn cổ, hừ, thật chẳng lẽ là viễn cổ một bầy ra hỏa. Như vậy cổ xưa truyền tống trận, hiện nay ma giới, có thể bố trí người cũng không nhiều, thậm chí cơ hồ không có để bản tổ nhìn một chút, này không gian chi trận xác định vị trí cuối cùng là địa phương nào. Uyên ma lão tổ cười nhạt, ầm ầm bắt đầu phá giải này ma la hư không trận, từng đạo trận văn, tại trong hư không hiện ra, phân tích này ma trận. Lúc này, ở cách nơi đây chẳng biết bao nhiêu khu vực, bao nhiêu không gian ở ngoài một chỗ trong hư không tối tăm. Trong hư không, khắp nơi lơ lứng từng khỏa ma tinh, những thứ này ma tinh vẫn trên đá, tản ra hủ bại cổ xưa khí tức, từng khỏa giống như tuyệt diệt trăm triệu năm tử khí ngôi sao, có một loại hoang vu khí tức hủy diệt. Ở đây, chính là ma giới cực nguy hiểm vẫn thần ma vực. Vẫn thần ma vực là ma giới cực nguy hiểm một chỗ bí cảnh, nghe đồn, tại thời đại viễn cổ, nơi này có ma giới cao cấp nhất thần ngã xuống, sở dĩ, được gọi là vẫn thần ma vực. So với loạn thần ma hải như vậy tán tu chi địa, ở đây càng hoang vu, quanh năm tĩnh lặng, chỉ có một ít phạm sai lầm lớn, mới dám trốn vào ở đây ma tộc tội phạm bị truy nã lại ở chỗ này. Ở đây như là một cái lao mục một dạng, nguy hiểm trọng trọng, khắp nơi phân bố hắc ám tinh không thú, chém giết lẫn nhau, Cá lớn nuốt cá bé, vô cùng thê thảm không gì sánh được. Bình thường một tên ma tộc đi vào ở đây, căn bản sống không quá 3 ngày, có thể còn sống sót, đều là một ít cực ác độc cùng hung ác hạng người. Lúc này, tại đây vẫn thần ma vực một mảnh hoang vô chỗ. Vù vù, trong hư không, một mảnh đáng sợ ma trận dâng lên, tại đây ma trận dâng lên trong nháy mắt. Quanh một tiếng, nhất đạo đáng sợ không gian ba động thoáng qua, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đúng là tần trần bốn người. Cuối cùng trốn ra được la hầu ma tổ mấy người ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vẻ kích động từng cái cả người đổ mồ hôi lạnh lòng còn sợ hãi trước bọn họ ở đó truyền tống đại trận trong thời điểm linh hồn tất cả đều sợ hãi không gì sánh được giống như muốn bại lộ một dạng đồng thời ma giới thiên đạo chi lực cũng hạ xuống cũng may tại thời khắc quan trọng bọn họ lập tức rời khỏi bằng không sợ là cũng đã bại lộ la hầu ma tổ đại nhân uyên ma lão tổ sẽ không có cảm nhận đến chúng ta chứ xích phim ma quân lo lắng không yên nói bộ ngực lên xuống hư, bản tổ ma la hư không trận, cực bí mật, uyên ma lão tổ cực khó phát hiện, yên tâm tốt. La hầu ma tổ tự tin nói, không đúng, tần trần cao mày, bởi vì hắn trong lòng cái này cảm giác nguy cơ, còn không có tán đi, tuy là tán đi rất nhiều, nhưng y nguyên có một cổ lờ mờ cảm giác nguy cơ. Người cũng có cái loại cảm giác này, ma lệ vội vàng nhìn về phía tần trần, ánh mắt có ngưng trọng, bởi vì hắn mơ hồ cũng có một tí cảm giác nguy cơ. Chỉ bất quá, mơ hồ, cũng không cường liệt, ma lệ, làm sao, La Hầu Ma Tổ thấy hai người biểu tình ngưng trọng, tức khắc hơi kinh hãi. "La Hầu Ma Tổ tiền bối, chúng ta còn phải tiếp tục xuất phát, này vẫn thần ma vực còn chưa an toàn." Vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, để ma lệ đối với cảm giác nguy cơ cực nhạy cảm, cũng tuyệt đối cảnh giác. "Chương 4551, ở đây không an toàn." "Cái gì? Ở đây không an toàn?" La Hầu Ma Tổ ánh mắt ngưng lại, bọn họ cũng đã lập tức chạy trốn tới này vẫn thần ma vực, lại còn không cách nào tránh thoát truy sát sao? Làm sao có thể Bất quá, ma lệ đối với cảm giác nguy hiểm, thậm chí ngay cả hắn cũng cực bội phục, lúc này, la hầu ma tổ ngồi xếp bằng, nhắm mắt thôi diễn. Vù vù, trên người hắn, từng đạo đáng sợ hỗn độn khí thức dâng lên, la hầu ma tổ trong thân thể, mơ hồ hiển hóa ra ngoài từng đạo trận văn chi lực, cái này trận văn chi lực, liên tục chuyển động, phảng phất cùng này vẫn thần ma vực thiên địa hòa làm một thể. Hả, tần chân ngẩng đầu, hắn nhìn ra, la hầu ma tổ lại nhưng đã sử dụng một loại phương pháp cùng mảnh thiên địa này kết hợp với nhau. Nhất niệm động, Ma vực độc, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khó trách này là hầu ma tổ khôi phục nhanh như vậy, đây là thiên đại trận, một khi dung hợp thiên địa, có thể hấp thu trong thiên địa lực lượng, nói cách khác, toàn bộ vẫn thần ma vực toàn bộ cường giả mỗi một lần tu luyện, cũng sẽ cho hắn cung cấp nhất định lực lượng, lúc này mới có thể làm hắn, trong thời gian ngắn mới có thể khôi phục đến trí tôn cảnh giới. Hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long trầm giọng nói, ánh mắt toát ra tinh mang cái này cùng loạn thần ma hải hắc ám chỉ tuy khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. La hầu ma tổ thôi động đại trận, phía trước hư không, đột nhiên chập trần lên, hắn đây là đang phản ngược ma la hư không trận, nhìn một chút có hay không phát sinh dị biến gì. Lúc này, ở cách nơi này chẳng biết bao nhiêu khoảng cách trong hư không, uyên ma lão tổ chính đang nhanh chóng thôi diễn ma la hư không trận, rất nhiều cổ xưa trận văn dũng động, tại uyên ma lão tổ dọn dẹp xuống, một chút rõ ràng. Nhưng vào lúc này, cái này trận văn trong, một cổ không rõ ràng ba động truyền ra ngoài, đây một cổ vô hình lực lượng tại theo trận pháp ngoài một bên chậm rãi thẩm thấu tới cố gắng dò xét ở đây toàn bộ hừ quả nhiên là ở đây lại còn dám dò xét không biết sống chết uyên ma lão tổ cười lạnh một tiếng đột nhiên thì một bàn tay lớn lộ ra đi hướng cái này không rõ ràng lực lượng trực tiếp vồ bắt đi mơ hồ truyền tới cảm giác mạnh mẽ biết đến cổ lực lượng này liền cố gắng rút lui nhưng mà uyên ma lão tổ đại thủ phảng phất xuyên thấu hư không vô tận một dạng trong khoảnh khắc liền truy đuổi đi đuổi vào hư không vô tận một mảnh hư vô trận pháp trong hư không, một bàn tay lớn rơi xuống, che khuất bầu trời, đem cổ không rõ ràng chi lực trong nháy mắt bao vây. Hư, các hạ nếu đến, sao lại không ngoan ngoãn lưu lại? Tại bản tổ ma giới dương oai, ai cho ngươi lòng can đảm? Lớn trong tay, nhất đạo băng lạnh lùng tiếng âm vang lên, đúng là uyên ma lão tổ, uy nga như thiên thần, đồng thời bàn tay to kia, ẩm ẩm vồ bắt xuống tới, chấn áp toàn bộ. Đáng chết, bảo, la hầu ma tổ thần sắc kinh sợ, hắn này nhất đạo cảm nhận tại cổ lực lượng này dưới, dĩ nhiên cảm thụ được vô tận áp bách giống như bị áp chế không thở nổi la hầu ma tổ trong lòng biết không được lúc này thôi động hỗn độn ma khí đem chính mình đạo này thần thức ầm ầm dẫn bạo đáng sợ ma khí tạc khai trong khoảnh khắc chiên năm xẻ bảy hóa thành hư vô quanh một tiếng uyên ma lão tổ đại thủ vồ bắt xuống tới không thu hoạch được gì thậm chí đều tòa đại trận đều ở đây cổ trợt nổ tung lên thần thức xuống liên tục băng diệt sơn cốc bên ngoài trận pháp uyên ma lão tổ mở mắt ùng ung, liền thấy trước mọi người địa phương đại trận liên tục nổ vang bắt đầu băng diệt không được đại trận này muốn hủy diệt thực uyên trí tôn liền trên trước kinh sợ thăm dò lão tổ kia ra hỏa bắt lại sao uyên ma lão tổ hít mắt nhìn về phía trước đang ở hủy diệt đại trận cười lạnh nói để kia ra hỏa trốn thoát cái gì chạy thực uyên trí tôn thất kinh lão tổ điều này sao có thể lấy lão tổ thực lực ngươi người nào có thể theo lão tổ thủ hạ ngươi chạy trốn thực uyên trí tôn khó có thể tin nói có cái gì không có khả năng. Uyên ma lão tổ suy cười một tiếng, đối phương lúc đầu liền cũng không phải là bản thể hàng lâm, chỉ là nhất đạo thần thức thôi, một khi gặp phải nguy hiểm, có thể nhanh chóng cắt ra mình và thần thức trong liên hệ. Đối phương tốt xấu cũng là một tên trí tôn, muốn thông qua nhất đạo thần thức liền bắt được đối phương, há là dễ dàng như vậy sự tình. Có thể lão tổ, người này một trốn, hôm nay trận pháp cũng tự phá, chúng ta nữa muốn tìm được đối phương, chẳng phải là... Hừ, ngươi cho rằng bản tổ là ngươi như vậy cái phế vật, người này muốn từ bản tổ trên tay chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Uyên ma lão tổ khóe miệng hơi cuộn lên, trong ánh mắt lóe lên không hiểu tinh mang, cười lạnh nói, bản tổ lúc trước một kích kia, ẩn chứa tạo uyên ma tộc vô thượng uy áp, người này, cư nhiên có thể ngăn cản bản tổ uy áp, thật sự là rất có ý tứ. Hỗn độn ma khí, nếu thật là những tên kia, ngược lại niềm vui ngoài ý muốn. Uyên ma lão tổ cười, mắt nhìn cũng đã hủy diệt hư không truyền tống đại trận, oanh, thân hình phóng lên cao cùng bản tổ đi, uyên ma lão tổ quát lạnh, lão tổ, chúng ta đây đi chỗ nào, thực uyên trí tôn nghi hoặc, ầm, lời còn chưa dứt, thực uyên trí tôn dĩ nhiên bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, oanh một tiếng nhập vào đất, vô cùng chật vật. Để cho ngươi đi theo ngươi liền theo, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Uyên ma lão tổ không vui nói, không thấy viêm ma cùng hắc mộ có ngươi dài dòng như vậy. Một bên viêm ma trí tôn cùng hắc mộ chí tôn cũng đã dọa sợ, liền bay đi tiến lên, nơm nớp lo sợ, một chữ cũng không dám nói. Thực Uyên Chí Tôn cũng không dám mở miệng, đoàn người đi theo Uyên Ma lão tổ, nhanh chóng hướng nơi xa nhanh chóng bay vút đi. Đây, Vẫn Thần Ma vực phương hướng, chẳng lẽ những tên kia tại Vẫn Thần Ma vực. Bay đi trên đường, Thực Uyên Chí Tôn trợn to hai mắt, chỉ là cũng không dám mở miệng thăm dò. Vẫn Thần Ma vực, La Hầu Ma tổ chính bế quan cảm nhận, đột nhiên thì phốc. La Hầu Ma tổ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trên thân khí tức lưu động. La Hầu Ma tổ đại nhân, ma lệ lập tức biến sắc vội vàng tiến lên, uyên ma lão tổ quả nhiên đáng sợ, đi, mau rời đi ở đây. la hầu ma tổ sắc mặt khó coi nói, lão tổ, ban nãy cuối cùng phát sinh cái gì? lão uyên ma lão tổ phát hiện bản tổ ma la hư không trận đang ở phá giải đại trận, bản tổ đi ra ngoài, kém chút bị uyên ma lão tổ bắt lại, cũng may bản tổ quả đoán, trực tiếp đem bản thân đạo kia thần thức tự hủy, đồng thời hủy diệt truyền tống trận, này mới có thể chạy thoát thân. la hầu ma tổ lòng còn sợ hãi, truyền tống trận bị hủy diệt, uyên ma lão tổ há lại không phải không cách nào phát hiện chúng ta. Xích viêm ma quân kích động nói, không có đơn giản như vậy. La hầu ma tổ lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng, ta hoài nghi, người này đã phát hiện chúng ta, đi, mau rời đi nơi đây, đi thâm huyên chi địa. Dầm dầm dầm, một đám người, nhanh chóng bay đi, không bao lâu, sẽ đến hoàn toàn tính mịch ma tinh trong. Tại ma tinh kia trên, dĩ nhiên xây có từng đạo to lớn cung điện, tản ra làm người sợ hãi khi tức, đứng vững tại đây đen kịt ma vực trong, có một phen đặc biệt phong tình. Đồng thời, tại bên trong cung điện kia, từng cổ một khí tức đáng sợ tản mát đi ra, dĩ nhiên ẩn núp có vô số cường giả. chương 4552, vẫn thần ma cung. Ma lệ bọn họ tiếp cận gần, tức khắc một đám trên thân tản ra khí tức đáng sợ ma tộc cường giả, trong nháy mắt bay đi đi ra. Rất có tổ chức, có kỷ luật, điều này hiển nhiên là vẫn thần ma vực trong một cái đỉnh cấp thế lực trụ sở. Uyên ma chi chủ tức khắc kinh ngạc nói, này vẫn thần ma vực trong, tại sao có thể có một cái như vậy thế lực, vẫn thần ma vực luôn luôn không phải cực hỗn loạn sao tần trần ánh mắt ngưng lại phát hiện ma lệ đám người cực chấn định thanh sắc bất động trong lòng tức khắc bừng tỉnh đại nhân liền thấy một đám cường giả đi tới gần lúc này hướng về phía la hầu ma tổ đám người hành lễ đồng loạt quỳ đầy đất từng cái thần sắc cung kính hiển nhiên những người này tất cả đều là ma lệ thủ hạ bọn hắn tần trần không khỏi mắt nhìn ma lệ cùng la hầu ma tổ liền thấy ma lệ cũng đang nhìn hắn biểu tình kia giống như đang nói đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể ở thiên giới thu đến một đám thủ hạ chúng ta cũng giống vậy có thể Tần trần sờ mũi một cái, còn sao? Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiều đại cừ nhiều đại hoán, một đám người, vây quanh tần trần đám người nhanh chóng đi vào cung điện. Cung điện trái phải hai bên một bên, từ lâu chiếm cứ một đám cường giả, thần sắc cung kính đứng ở trái phải hai bên. Những cường giả này trên thân khí thức đều rất mạnh, mỗi một người đều là tôn giả cấp cường giả, trong thiên tôn cấp cường giả cũng không phải số ít, thần sắc cung kính. Trừ cái đó ra, còn có một quần ma tộc nữ tử dung mạo khác nhau, có mị hoặc đầy đủ, có lại xấu xí như lệ quỷ, nhìn ma lệ biểu tình, đều cực cung kính, tràn ngập ngưỡng mộ. Ma lệ, không ngờ người ở đây vẫn thần ma vượt qua không sai sao. Còn có như vậy một đám thủ hạ, tần trần cười nói, hư, tần ma đầu, đó là tự nhiên, cũng chỉ cho phép người ở thiên giới phát triển thế lực, liền không cho phép chúng ta lệ nhi phát triển thế lực. Xích viêm ma quân khó chịu nói, với lại chúng ta lệ nhi cùng ngươi không giống nhau, ngươi xây dựng cái gì kia trần đế các, thu một bầy nữ nhân, như cái gì quảng hàn cung nhóm thế lực, ta còn không biết ngươi tâm tư, không phải là nghĩ xây dựng một cái hậu cung, thật tốt người tạo điều kiện cho ngươi dâm nhạc. Nhưng mà lệ nhi không giống nhau, hắn xây dựng thế lực, chỉ là vì thu lưu những thứ này tại vẫn thần ma vực trong số khổ người, cao thượng hơn ngươi nhiều. Ta nghe nói, người đem thượng quan hi nhi nữ nhi mộ dung băng vân cũng thu tại bộ hạ, mộ dung băng vân, là người tại thiên vũ đại lục cửu nhân nữ nhi, có sát thân mối thù, như vậy nữ nhân ngươi cũng dám thu, hừ thấy rõ ngươi ở sâu trong nội tâm là một bực nào dâm tà người xích viêm ma quân lạnh lùng nói hả tần trần ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên nhìn về phía xích viêm ma quân ầm um, một cổ uy áp kinh khủng hung hăng trần áp tại xích viêm ma quân trên thân xích viêm ma quân kêu lên một tiếng đau đớn khi sắc trắng bệch bạch 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 lui lại mở mấy bước dừng tay ma lệ thấy thế mặt hơi biến sắc liền vung tay lên oanh cố gắng ngăn cản tần trần cổ uy áp này nhưng mà tần trần khí tức khá là ma lệ có thể ngăn cản khí tức kinh khủng trùng kích dưới, ma lệ thân thể tức khắc thân hình giống như trên biển thuyền con, liên tục lay động. Lớn mật, thả chúng ta ra vẫn thần ma cung cung chủ, một bên rất nhiều ma tộc cường giả lập tức biến sắc, rầm rầm rầm, từng cái nhanh chóng bay đi đi lên, đằng đằng sát khí, kinh khủng tôn giả khí tức giống như đại dương bao la, trong khoảnh khắc trấn áp tại tần trần trên thân. Hừ, tần trần hừ lạnh, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, những ma tộc này cường giả liền nhất tề kêu rên, nhưng là lại không có người nào bỏ qua, tất cả đều tức giận nhìn tần trần, từng cái đằng đằng sát khí, thần sắc hung ác. Được, này đến lúc nào rồi, các ngươi còn có tâm tình làm nội đấu. La hầu ma tổ sắc mặt khó coi nói, hôm nay đại nạn lâm đầu, trong lòng hắn không gì sánh được trầm trọng. Ma lệ cũng trầm giọng nói, tần chân, thu hồi ngươi khí tức, đừng tại cùng xích viêm bọn họ động thủ. Xích viêm ma quân, đừng tưởng rằng ngươi biến thành nữ nhân, ta cũng không dám động tới ngươi, còn dám tại bản thiếu phía trước dương oai, lần sau sẽ không đơn giản như vậy. Tần Trần hướng về phía Sích Viêm Ma Quân lạnh lùng lời nói, lúc này mới thu liếm khí tức. Sích Viêm Ma Quân cùng ở đây rất nhiều vẫn thần ma vực tôn giả tức khắc như chút được gánh nặng. Ta vẫn thần ma cung tất cả mọi người nghe lệnh, ma lệ đi tới trong ma cung, trong khoảnh khắc, toàn bộ trong ma cung cường giả tất cả đều cung kính quỳ một gối, thần sắc cung kính. Từ giờ trở đi, vẫn thần ma cung giải tán, tất cả mọi người mai danh ẩn tích, phân tán đến vẫn thần ma vực các ngõ ngách, đối ngoại không được nhắc lên ma cung bất kỳ tình huống gì. Ma lệ lớn tiếng nói: Đại nhân phát sinh cái gì? Đó là tình huống gì? Thật tốt, vì sao phải giải tán vẫn thần ma cung? Đúng vậy, a à, cung chủ, có phải hay không đại nhân ngài gặp phải khó khăn gì? Chúng ta đều là cung chủ đại nhân người giải cứu, nguyện ý cùng đại nhân ngài đồng sinh cộng tử. Ở đây toàn bộ ma tộc tôn giả tất cả đều xôn xao, từng cái ảo ảo ngẩng đầu nhìn ma lệ, ánh mắt trong có không hiểu nguyên nhân cụ thể. Các người trở về tự nhiên sẽ biết. Hiện tại liền đều đừng hỏi, dành thời gian rời khỏi, liền coi như các người không ly khai vẫn thần ma cung cũng sẽ bị chúng ta tự tay hủy diệt ma lệ giọng nói rơi xuống nhanh chóng xoay người rời đi đại nhân chung quanh rất nhiều cường giả đều nhìn ma lệ nhưng mà ma lệ lại cũng không quay đầu lại gộp lại tần trần mấy người tiến vào trong cung điện ánh mắt dứt khoát phía dưới rất nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau ngay sau đó trong ánh mắt bọn họ thoáng qua một chút kiên quyết rầm 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 toàn đều liên tục quỳ trên mặt đất đại nhân vẫn thần ma vực nguy hiểm trọng trọng vô số vạn năm đến vẫn là ma giới đất vứt bỏ chưa bao giờ có bình thường ma tộc nguyện ý đi vào Vẫn Thần Ma Vực, sở dĩ những năm gần đây, Vẫn Thần Ma Vực vẫn là một cực hỗn loạn địa phương. Mãi đến đại nhân người đến sau, Vẫn Thần Ma Vực mới có thay đổi bộ mặt, chúng ta tại đại nhân ngài hiệu triệu xuống, tự nguyện Vẫn Thần Ma Cung. Mà hôm nay Vẫn Thần Ma Cung cũng trở thành Vẫn Thần Ma Vực hài hòa nhất, an toàn nhất địa phương. Đại nhân người là Vẫn Thần Ma Vực làm toàn bộ, chúng ta đều thật sâu biết, với lại đều thấy ở trong mắt, chúng ta không biết đại nhân ngài cuối cùng làm cái gì. Gặp phải khó khăn gì nhưng chúng ta nếu vẫn thần ma cung, liền sớm đã trở thành vẫn thần ma cung một phần tử, nguyện ý cùng vẫn thần ma cung đồng sinh cộng tử. Xin thỉnh đại nhân, không nên buông tha chúng ta, từng tên một cường giả, ao ao ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết. Nhìn này một đám ma tộc cao thủ, Tần Trần trong lòng khẽ động, không khỏi mắt nhìn ma lệ, không ngờ tại Thiên Vũ Đại Lục trên vậy vô tình ma lệ, tại đây vẫn thần ma vừa cư nhiên tìm được như vậy một đám nguyện ý theo hắn thủ hạ. Cũng là để Tần Trần có chút ngoài ý muốn. Ma lệ nhìn quỳ sát tại phía ngoài cung điện rất nhiều ma tộc cường giả, trong lòng cũng hơi hơi cảm động, bất quá hắn cũng không có lưu tình, mà là trầm giọng nói, chư vị, không phải bổn cung chủ muốn từ bỏ các ngươi, mà là, bổn cung chủ xác định bởi vì một một số chuyện nhất định phải buông tha. Vẫn thần ma cung, đồng thời, chuyện này cũng quyết không thể cùng chư vị nói, một khi nói cho chư vị, sẽ cho chư vị mang đến vô tận nguy cơ. Đại nhân, chúng ta không sợ, đúng, chúng ta không sợ, rất nhiều ma tộc cường giả đều giống to chương 4553, thâm huyên chi địa. Ma lệ lắc đầu, đây không phải là có sợ hay không vấn đề, mà là, các người coi như biết sự tình ngọn nguồn, cũng giải quyết không được, ngược lại là tự dưng mang đến họa sát thân, không có nửa điểm ý nghĩa. Vẫn thần ma cung là ta tự mình xây dựng, cũng ngừng tụ tâm huyết ta, hôm nay là mọi người phân tán, cũng không phải là cùng mọi người duyên phận đã hết, mà là ngắn ngủi tách ra, là vì chúng ta vẫn thần ma cung tương lai càng cường đại hơn. Sở dĩ, mọi người vẫn là rời khỏi đi, với lại càng sớm rời khỏi càng tốt, càng xa càng tốt, có thể nói, tận khả năng rời khỏi vẫn thần ma vực như vậy địa phương, đi ra ngoại giới. Chúng ta cũng sẽ lập tức rời đi, cụ thể đi địa phương, xin lỗi không có khả năng nói cho mọi người. Hy vọng, ta đến tương lai còn có lần thứ hai gặp nhau một ngày, mà đến ngày đó, hy vọng chư vị có thể trở lại vẫn thần ma cung, mọi người lần thứ hai thành lập được một cái như vậy không có lục đục với nhau tốt đẹp chi địa. Giọng nói rơi xuống, ung um ung, um vẫn thần ma cung cửa chính, trực tiếp đóng. Đại nhân, trong hư không toàn bộ quỳ sát ở đó ma tộc cường giả đều khóe mắt dưng dưng nhìn một màn này. Cuối cùng, những người này ào ào đứng lên, từng cái trong ánh mắt lóe ra kiên quyết. Đại nhân làm như thế, tất nhiên có hắn nỗi khổ tâm, đã như vậy, như vậy chúng ta liền nghe theo đại nhân mệnh lệnh, rời khỏi nơi đây. Đúng, rời khỏi vẫn thần ma vực, vì tương lai gặp nhau, nỗ lực tu luyện, phấn đấu đi, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Siêu 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 siêu, vô số cường giả, hướng về phía vẫn thần ma cung cung kính hành lễ, sau đó, dương dương xoay người ảo ảo rời đi. Vẫn thần ma cung trong, ma lệ nhìn những thứ kia rời đi ma tộc cường giả, thần sắc cũng mang theo ba động. Được, đừng lãng phí thời gian, đi thôi. La hầu ma tổ khẽ quát một tiếng, một đám người tức khắc hướng ma điện nơi càng sâu đi tới. Sau một lát, mọi người liền đã tới vẫn thần ma cung chỗ sâu một chỗ đại điện. Trong đại điện này, từng đạo cường đại trận văn khí thức dũng độc, dường như đi thông một cái chỗ thần bí. Trận pháp này là, tần trần cao mày, trận pháp này, đi thông vẫn thần ma vực thâm nguyên chi địa, có thể thông qua trận pháp này, trực tiếp đi vào vực sâu, như vậy, cũng có thể che giấu chúng ta hành tung. La hầu ma tổ trầm giọng nói, bất quá trước lúc ly khai. La hầu ma tổ mắt nhìn phía sau vẫn thần ma cung, trong thân thể đột nhiên thả ra ngoài nhất đạo đáng sợ ma khí trùng kích, oanh một tiếng, toàn bộ Vẫn Thần Ma Cung đột nhiên đung đưa, từng đạo trận văn kịch liệt ba động, toàn bộ ma cung giống như là muốn rơi vào ngày tận thế. Đi, vào trận, La Hầu Ma Tổ vội vàng khẽ quát một tiếng, trực tiếp đi vào đại trận, Tần Trần ba người cũng lập tức đi theo vào. Ừm, đại trận khởi động, một cổ đáng sợ không gian ba động bao phủ lại Tần Trần mấy người, sau một khắc, Tần Trần mấy người đột nhiên biến mất. Tại Tần Trần đám người biến mất thời gian, oanh một tiếng, La Hầu Ma Tổ hấp thu trước giáo huấn, bọn họ ngồi không gian đại trận trực tiếp bị vỡ ra, thân làm cấp trí tôn đại trận, tại trong khoảnh khắc chia 5 xẻ 7, trực tiếp hóa giải đi đến, đáng sợ trận pháp trùng kích, trong nháy mắt trùng kích đi ra ngoài. Ung um ung, um, liền thấy đáng sợ ma khí trùng kích giống như đại dương, hướng bốn phương tám hướng tùy ý ra, sau một khắc, đột nhiên truyền lại đến toàn bộ Vẫn Thần Ma Cung, cùng Vẫn Thần Ma Cung bên trong nguyên bản thủ hộ đại trận xuất hiện cộng hưởng phản ứng. Quanh một tiếng, toàn bộ ma cung ầm ầm ở giữa sụp đổ, rất nhiều trận pháp thoáng cái vỡ nát, tại đây minh mông ma tinh hải dương trong trực tiếp hóa thành phế tích phấn vụn. Nơi xa, những thứ kia rời khỏi vẫn thần ma cung nhanh chóng bay đi ma tộc các cường giả, đều dừng bước lại, nhìn hóa thành cho tàn vẫn thần ma cung, từng cái khóe mắt trong đều nước mắt chảy ròng, bất quá sau một khắc, bọn họ khóe mắt nước mắt trong khoảnh khắc bốc hơi khô, xoay người rời khỏi. Chỉ là ánh mắt, mỗi một người đều biến phải kiên quyết hơn. Nguyên bản cực to lớn khu vực, lần thứ hai hóa thành tĩnh lặng chi địa, không khí trầm lặng, nữa không nửa điểm sinh cơ. Tần Trần chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ ma khí bao phủ lại bản thân, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện tại hoàn toàn tĩnh mịch trong tinh không, ở trước mặt hắn là một mảnh thâm thúy hắc ám chi địa, thâm thúy vô biên, thần thức đi vào trong thì giống như đi vào một mảnh hắc động một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ phản hồi. Ở đây chính là vẫn thần ma vực trong cực đáng sợ cấm địa, Thâm Uyên chi địa. Thâm Uyên chi địa chính là vẫn thần ma vực trong đỉnh cấp hiểm địa. Nơi đây, danh như ý nghĩa, là một mảnh u ám vực sâu, ở chỗ này khắp nơi đều tràn đầy đáng sợ ma khí vòng xoáy, có thể thôn phệ toàn bộ. Nhưng đây không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là, ở mảnh này thâm uyên chi địa, có rất nhiều vực sâu vết nứt, một khi cường giả ngã vào trong, cho dù thiên tôn cao thủ cấp bậc, cũng sẽ bị này vực sâu trực tiếp thôn phệ, yên diệt. Đồng thời, những thứ này vực sâu vết nứt, cơ hồ không thể phát hiện, đừng nói là thiên tôn cường giả, coi như là cường giả trí tôn linh hồn cảm nhận, cũng không cách nào cảm nhận đến chung quanh tình huống cụ thể, sẽ bị mạnh mẽ ước thúc, suy yếu. Sở dĩ, cơ hồ không người nào nguyện ý đi vào này thâm nguyên chi địa. Bởi vì, một ít nhỏ vực sâu vết nứt còn tốt, cấp trí tôn cường giả một khi rơi vào trong, còn có trốn ra được khả năng, nhưng mà một ít đỉnh cấp thật lớn vực sâu vết nứt, mạnh như cấp trí tôn cường giả, cũng sẽ yên diệt trong, bị triệt để thôn phệ. Nghe đồn, thời đại viễn cổ, thì có cường giả trí tôn tùy tiện xông vào trong, sau đó không hề có âm thanh, nữa cũng không có sống đi ra. Lâu ngày, thâm nguyên chi địa liền trở thành ma giới trong cực đáng sợ một cái cấm địa. Vẫn thần ma vực vốn chính là bình thường ma tộc căn bản không nguyện ý vào vào địa phương, mà vẫn thần ma vực trong thâm huyên chi địa, càng là ma tộc các cường giả nghe mà biến sắc, cả đời không muốn đụng chạm cùng tiến nhập địa phương. Vù vù, mà giờ khắc này, tại thâm huyên chi địa ngoại vi, một cổ kịch liệt trận pháp ba động lan tràn ra, mấy bóng người, đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Đúng là tần trần mấy người, đi thôi, đi vào thâm huyên chi địa, la hầu ma tổ trầm giọng nói, ma lệ không khỏi mắt nhìn tần trần, tần trần ánh mắt nhíu chặt, hắn tại tỉ mỉ cảm nhận. Lúc này, trong lòng cái này cảm giác nguy cơ cũng đã yếu bớt không ít, nhưng mà, cổ nguy cơ này cảm giác y nguyên vẫn còn, với lại, theo thời gian trôi qua, tại yếu bớt sau, lại đang chậm rãi tăng cường. Nguy cơ, y nguyên vẫn còn ở đó. Đi, đi vào, Tần Trần trầm giọng nói, trong lòng u ám, không ngờ hắn chạy đến nơi đây, thế mà còn là không có thể thoát khỏi nguy cơ. Nhìn như vậy đến, chỉ có thể sẽ tiến vào này thâm uyên chi địa. Đáng tiếc, hắn tuy là đoán được uyên ma lão tổ tính toán, lại căn bản là không có cách truyền lại cho tiêu diêu trí tôn uyên ma lão tổ xuất động chuyện lớn như vậy mặc dù tiêu diêu trí tôn đại nhân không cách nào tại ma giới trong lưu lại cường đại ám tử nhưng bực này tiếng động chắc cũng sẽ có chút kinh động chứ tần trần nỉ non hắn không tin tiêu diêu trí tôn sẽ đối với ma giới trong tình hình hoàn toàn không có một chút ám thủ chỉ phải biết ma giới trong tiếng động có lẽ tiêu diêu trí tôn đại nhân thì có khả năng đoán được cái gì cũng tốt cho mình giảm nhẹ một chút áp lực trong lòng nghĩ như thế Tần Trần thân hình đột nhiên lay động, liền la hầu ma tổ đám người, cùng tiến vào Thâm Uyên Chi Địa trong. Tuy là nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Mà ở Tần Trần hắn bọn chúng tiến nhập truyền tống trận sau khi rời đi không bao lâu. Vẫn Thần Ma vực bên ngoài, nhất đạo to lớn thân ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Vẫn Thần Ma vực ở ngoài. Đúng là Uyên Ma lão tổ, chương 4554 thật qua đến. Lão tổ, chúng ta vì sao phải tới đây Vẫn Thần Ma vực, chẳng lẽ những tên kia đi tới nơi này Vẫn Thần Ma vực? thực uyên trí tôn nhíu mày hơi nghi hoặc một chút nói rất không có khả năng chứ vẫn thần ma vực chính là ta ma tộc một mảnh hoang vô tri địa cực ít sẽ có cường giả nguyện ý chờ ở chỗ này ta ma giới trí tôn ta đều ước chừng biết căn bản không có ở tại vẫn thần ma vực trong những cường giả kia tại sao lại ở chỗ này thực uyên trí tôn không hiểu ra sao lão tổ làm sao đem bọn họ mang tới vẫn thần ma vực tới uyên ma lão tổ mắt nhìn thực uyên trí tôn lạnh lùng nói ngu ngốc không có đầu óc thì đứng nói không có đầu óc, thực uyên trí tôn sờ sờ đầu, bản thân rất không có đầu óc sao. Uyên ma lão tổ lườm hắn một cái, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hai người các ngươi nói một chút, bản tọa chỗ nào không có đầu óc. Thực uyên trí tôn đột nhiên nhìn về phía một bên viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn, liền hừ lạnh nói. Bản thân thật rất không có đầu óc sao. Đại nhân anh minh thần vũ, vô cùng tự nhiên thông tuệ, chúng ta không bằng, sao lại ngốc nghếch. Viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn liền run run, hoảng sợ nói bạn đang nghe chuyện trên ô com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ bọn họ làm sao dám nói thực uyên trí tôn không có đầu óc không muốn sống sao hừ các người đây là đang trào phúng bản tọa sao để cho các ngươi nói các ngươi liền nói thực uyên trí tôn tức giận nói lúc này uyên ma lão tổ tức khắc hừ lạnh một tiếng này ngu mốc nếu muốn biết các ngươi liền nói cho hắn biết chuyện này viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn liền sát mồ hôi lạnh do dự một chút hắc mộ trí tôn nói thực uyên trí tôn đại nhân lúc trước kia ra hỏa tuy là phá hoại truyền tống đại trận, nhưng mà tại phá hoại trước, lão tổ hầu như đã đem đối phương đại trận phá giải thất thất bát bát, hơn nữa đối với địa phương khí thức truyền lại. Sẽ có một cái phương hướng, mặc dù không rõ xác định đúng là cái nào, nhưng kết hợp đối với đại trận phá giải, nghĩ đến lão tổ cũng đã có thể xác định đối phương vị trí chỗ. Sở dĩ, lão tổ mới có thể mang chúng ta tới đây vẫn thần ma vực, nếu thuộc hạ suy đoán không sai, lão tổ khẳng định cũng đã suy tính ra đối phương vị trí, chính là tại đây vẫn thần ma vực phụ cận với lại đại nhân ngài lúc trước cũng nói này ma giới trong cường giả trí tôn ngươi cơ hồ đều giải khai đều phân bố tại ma giới khắp nơi có thể người này đại nhân ngươi nhưng căn bản chưa từng nghe nói nói cách khác người này mấy năm nay tại ma giới trong nhất định là mai danh ẩn tích cực bí mật nhưng cấp trí tôn cường giả tuyệt không phải tốt như vậy bí mật nếu là ở người thường đi cực có thể sẽ bị chúng ta phát hiện như vậy người này tất nhiên sẽ chỉ ở ta ma giới trong một ít đặc thù cấm địa cùng hiểm địa trong quanh năm người rất hiếm như vậy mới tương đối dễ dàng bí mật vẫn thần ma vực, trùng hợp thỏa mãn những điều kiện này, với lại đối phương lúc trước trận pháp và khí thức, đều chỉ hướng phương vị này, sở dĩ cho dù lão tổ cũng chưa hoàn toàn cảm nhận đến đối phương vị trí, cũng có thể dựa vào những thứ này ước chừng đoán được, đối phương cực có khả năng tiềm phục tại vẫn thần ma vực trong. Hắc mộ trí tôn nói xong, liền đứng ở một bên, không dám nhiều lời. Mà viêm ma trí tôn cũng là gật đầu, hiển nhiên, hắn cũng là đồng dạng ý nghĩ. Là thế này phải không? Thực uyên trí tôn mặt mờ mịt, dựa vào những thứ đồ này, thì liền có thể phân tích ra đối phương núp ở này vẫn thần ma vực trong bản thân thật ngu ngốc như vậy thực uyên chí tôn không nhịn được nhìn về phía uyên ma lão tổ thấy thực uyên chí tôn mặt mờ mịt bộ dáng uyên ma lão tổ tâm cũng không biết đánh vào đâu không người nối nghiệp a à, mẹ đơn giản như vậy một cái đạo lý liền viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn đều có thể suy nghĩ ra bản thân uyên ma tộc lão tổ bộ hạ thực uyên chí tôn lại cùng người ngu ngốc một dạng căn bản nghĩ không ra uyên ma lão tổ tức khắc tức đến thật là muốn nổi điên nếu như ma diệp vẫn còn ở là tốt rồi, lão tử đã sớm đem ra hỏa cho phái đi ra ngoài chinh chiến, đánh đánh giết giết, còn phải chịu cái này tức. Đi, uyên ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, tức khắc mang theo thực uyên chí tôn mấy người tiến vào Vẫn Thần Ma vực trong. Cho các người ba cái, đi phong tỏa Vẫn Thần Ma vực khác ba phương hướng, ắt phải đừng cho bất luận kẻ nào chạy ra. Uyên ma lão tổ lạnh lùng lời nói. Vâng, lão tổ, rầm rầm rầm, ba bóng người nhanh chóng bay đi đi ra ngoài, đi Vẫn Thần Ma vực bốn hẻo lánh. Vẫn thần ma vực tuy là danh khí cực lớn, nhưng là lại hết sức đặc thù, giống như một túi một dạng, chỉ cần bảo vệ chỗ lối vào, lại phong tỏa ngăn cản đối phương ra vào vị trí. Sau một lát, tam đại cường giả trí tôn phong tỏa ngăn cản đều cái khu vực. Uyên ma lão tổ lúc này mới ngồi xếp bằng, oanh, một cổ khí tức đáng sợ, thời gian từ trên người hắn tràn ra đi. Âm ầm liền thấy, tại đây vẫn thần ma vực ở chân trời, nhất đạo thân ảnh đồ sộ xuất hiện, thân ảnh ấy, giống như ma thần, đứng vững ở trong thiên địa này, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm ngưng nhìn phía dưới vẫn thần ma vực. Giống như huyết nguyệt một dạng, mang theo âm lãnh cùng làm người ta hít thở không thông khí tức. Đó là cái gì? Giờ này khắc này, tại vẫn thần ma vực khắp nơi, có từng tôn cả người rách nát, như là cái xác không hồn một dạng ma tộc người, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vô tận thiên khung trên cơ hồ bao trùm toàn bộ vẫn thần ma vực thân ảnh đồ sộ, từng cái ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ. Lão tổ, là uyên ma lão tổ, lão tổ tại sao lại đi tới chúng ta vẫn thần ma vực? vẫn thần ma vực trong toàn bộ ma tộc cường giả, đều khó có thể tin. Uyên ma lão tổ, là một cái ma tộc lão tổ, một mực trong tin đồn mới có thể nhìn thấy tồn tại, bực này tồn tại, luôn luôn cao cao tại thượng, mà vẫn thần ma vực, bị coi là ma giới đất vứt bỏ, uyên ma lão tổ như vậy tồn tại đang vì sao sẽ đến đến vẫn thần ma vực bực này bị đất vứt bỏ. Tất cả mọi người khó có thể tin, cũng không cùng trên mặt mọi người kinh ngạc rơi xuống, ầm, uhm, một cổ u u khí tức đáng sợ, trực tiếp chân áp xuống, điên cuồng tản mát đến vẫn thần ma vực mỗi một cái góc không được cổ lực lượng này chỉ là tản mát đi ra vẫn thần ma vực rất nhiều ma tộc cường giả liền sắc mặt cuồng biến từng cái tại hơi thở này dưới đạp đạp lui lại sắc mặt tái nhợt uyên ma lão tổ tu vi bực nào chỉ là tản mát ra đến khí tức cũng đủ để làm những cường giả này không thể chịu đựng ầm uhm, đáng sợ ma uy khí tức kèm theo thiên đạo chi lực thời gian tràn ngập toàn bộ vẫn thần ma vực nhanh chóng tản mát đến vẫn thần ma vực mỗi một cái góc lúc này thâm uyên chi địa chỗ tần trần mấy người vừa mới đi vào đến thâm Uyên chi địa không bao lâu liền thấy cấm địa ở ngoài một đôi huyền phù ở chân trời nguy nga huyết đồng, tức khắc sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới uyên ma lão tổ, dĩ nhiên thật qua đến. Thiếu chút nữa, nếu không phải là nhận ra được nguy hiểm, lập tức đi vào này thâm uyên chi địa, lúc này, sợ là đã bị phát hiện. ầm nơi xa, đáng sợ kia ma uy khí tức tràn ngập vẫn thần ma vực mỗi một cái góc, cơ hồ không có bất kỳ xó xỉnh nào, có thể né tránh này ma uy chi khí trùng kích. Nhưng khi cố lực lượng này trùng kích đến thâm uyên chi địa trước thời điểm, lại giống như đánh lên nhất đạo vô hình, bình chứng một dạng, bị ngăn cản tại ngoại, mạnh như uyên ma lão tổ lực lượng, cũng không cách nào đơn giản tiến vào này vực sâu cấm địa trong. Chương 4555, tế luyện ma vực. Nghe đồn, vẫn thần ma vực thâm uyên chi địa, là năm đó vẫn thần ma vực một tên ngã xuống chân thần biến thành, cho dù uyên ma lão tổ lực lượng cũng không cách nào xâm lấn. Âm, um, cuồn cuộn lực lượng, trong khoảnh khắc bao phủ vẫn thần ma vực mỗi một cái góc. Nghĩ không ra, tại bản tổ chưa hề chú ý này vô số năm trong, vẫn thần ma vực dĩ nhiên sinh ra nhiều như vậy ma tộc cường giả, hư, sơ bẩn chi địa, nhiều năm như vậy, rất nhiều ma tộc tội nhân đi vào vẫn thần ma vực, nhìn lại bản tổ là quá nhân từ. Uyên ma lão tổ khẽ lắc đầu, hắn cảm nhận, rõ ràng cảm nhận đến vẫn thần ma vực trong rất nhiều ma tộc khí thức cường giả, mỗi một người đều có chút kinh người. Bất quá những người này, rất nhiều đều là hắn ma tộc tội nhân, có chút thậm chí là hắn ma tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực phát lệnh truy nã người, tiềm phục tại này vẫn thần ma vực trong, trăm triệu năm đến không phải từng lọt vào kẻ khác truy sát, liên tục phát triển lấy. Tại hắn trưởng khống ma giới trong, há có thể có như vậy một chỗ các tội nhân an tâm sinh tồn cấm địa. Hừ, uyên ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, tức khắc toàn bộ vẫn thần ma vực trong ma uy tận trời, đáng sợ ma tộc khí thức cuồn cuộn, thời gian đánh vào vẫn thần ma vực trong rất nhiều ma tộc cường giả trên thân, làm cho những ma tộc này cường giả nhất tề kêu rên, từng cái sắc mặt trắng bệch. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Uyên ma lão tổ, chẳng lẽ, cung chủ đại nhân theo như lời nguy hiểm chính là cái này? Lúc này, tại vẫn thần ma vực trong, vài tên còn chưa từng rời khỏi vẫn thần ma vực vẫn thần ma cung cường giả, đều thần sắc hoảng sợ nhìn về chân trời hai con ngươi màu đỏ ngòm, cùng với cảm thụ được Uyên ma lão tổ khí tức kinh khủng, từng cái tâm trạng chấn động mãnh liệt. Có ý tứ, tìm được, đột nhiên, Uyên ma lão tổ trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra tới hai đạo thần hồng. quanh một tiếng, sau một khắc, Uyên ma lão tổ thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện tại vẫn thần ma cung trước kia hủy diệt địa phương. Lão tổ, thực Uyên trí tôn vừa vận tại phụ cận, lập tức vội vàng bay đi mà tới. Đây, thực Uyên trí tôn hít một hơi lãnh khí, trước mặt toàn bộ tuy là hóa thành phế tích, nhưng theo trong phế tích, thực Uyên trí tôn lại cảm thụ được một cổ đáng sợ ma uy cùng với ma trận lực lượng. Chẳng lẽ, thực nguyên trí tôn mắt nhìn Uyên ma lão tổ, thật chẳng lẽ bị lão tổ cho tìm đối phương xào huyệt? Thực Uyên trí tôn tiến lên, nhanh chóng lên, một lát sau, Hắn sắc mặt tái xanh trở lại Uyên Ma lão tổ bên cạnh, "Lão tổ, nơi đây cũng đã hóa thành phế tích, cái gì cũng không lưu lại." Uyên Ma lão tổ thần sắc lạnh lùng, nhanh chóng đi tới tần trần bọn họ rời đi truyền tống trận trước, hơi cảm nhận, sau đó mở mắt, cười lạnh nói, "Lại là truyền tống trận, quả nhiên bản tổ đoán sai không sai, những gia hỏa này, quả nhiên là này vẫn thần ma vực người." "Bất quá, đối phương ngược lại nhanh trí, cư nhiên tại bản tổ đến trước, liền lập tức rời khỏi, người này, khó tránh cũng quá mức cẩn thận." Uyên Ma lão tổ cao mày, một lần chưa có thể ngăn cản đối phương, ngược lại cũng thôi. đối phương vận khí khả năng không sai, có lẽ cũng sẽ xuất hiện một ít tình huống đặc biệt. có thể năm lần bảy lượt bị đối phương chạy trốn, uyên ma lão tổ ánh mắt tức khắc ngưng trọng. chẳng lẽ đối phương là cố tình làm? nếu quả thật là như vậy, viễn cổ những lão già kia thật đúng là có chút năng lực. lão tổ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? thực uyên chí tôn liền trầm giọng nói. ầm, um, uyên ma lão tổ cười lạnh một tiếng, trực tiếp mang tay vồ một cái, tức khắc khoảng cách nơi đây vạn bên ngoài trăm triệu dặm một tên ma tộc cường giả thần sắc hoảng sợ bị trảo nhiếp tới sợ hãi nhìn lão tổ nói đi ở đây là địa phương nào uyên ma lão tổ từ tốn nói lão tổ thuộc hạ không biết a à. ầm um, hắn lời còn chưa dứt thân hình cũng đã bị uyên ma lão tổ trực tiếp vồ nát ra đồng thời linh hồn hắn cũng bị uyên ma lão tổ cho nắm bắt trong nháy mắt đáng sợ linh hồn phong bạo thời gian xông vào đối phương não hải muốn tìm kiếm đối phương thần hồn không được này ma tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng Linh hồn trực tiếp bạo vỡ đi ra, hóa thành hư vô. Hừ, nghĩ không ra này vẫn thần ma vực trong gia hỏa, như vậy quả đoán, cư nhiên trực tiếp tự bạo linh hồn. Uyên Ma lão tổ ngoài ý muốn mắt nhìn đối phương, tại chính mình sắp siêu hồn đối phương thời gian, đối phương trực tiếp dẫn bạo bản thân linh hồn, nhảy thoát Uyên Ma lão tổ thần hồn cướp đoạt. Vậy kế tiếp, Uyên Ma lão tổ cười lạnh một tiếng, khoát tay, oanh, tức khắc một gã khác cao thủ ma tộc, bị Uyên Ma lão tổ chảo nhiếp tới, chỉ là này một tên cường giả, tại trên nửa đường thời điểm, liền trực tiếp tự bạo, hóa thành phấn vụn. Này vẫn thần ma vực người, đều như vậy cương liệt sao? Uyên ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vồ bắt mới ma tộc. Lần này, ma tộc tại Uyên ma lão tổ tận lực phong tỏa dưới, trực tiếp cầm cố, bị nhiếp lấy tới. Đáng sợ lực lượng linh hồn, trực tiếp tiến vào đối phương não hải. Nhưng mà sau một khắc, này một tên ma tộc cường giả linh hồn lúc này ầm một tiếng, trực tiếp hóa thành phấn vụn, đồng thời thân thể cũng tại chỗ yên diệt. Lại chết, Uyên ma lão tổ hừ lạnh, hắn phát hiện, này vẫn thần ma vực trong hàng năm sinh tồn ma tộc cường giả linh hồn, căn bản là không có cách cưỡng ép siêu hồn, chỉ cần vừa siêu hồn cũng sẽ bị một cổ đặc thù lực lượng ngăn cản tại chỗ hồn phi phách tán. Lão tổ, thực nguyên trí tôn kinh ngạc sống đến, hư, có ý tứ, vẫn thần ma vực sao? Người lão già này chết nhiều năm như vậy, lại còn tại ảnh hưởng trong phiến thiên địa này người buồn cười. Uyên ma lão tổ suy cười một tiếng, ánh mắt băng lãnh. Nếu người không muốn để cho bản tổ siêu hồn như vậy, người này vẫn thần ma vực cũng không có tiếp tục tồn tại xuống đi cần thiết. Quanh một tiếng, liền thấy uyên ma lão tổ thân thể nhanh chóng nguy nga lên, một cổ huyết sắc khí tức theo uyên ma lão tổ trong thân thể đột nhiên tràn ngập ra, thời gian bao phủ lại cả tòa Vẫn Thần Ma vực. A, à, liền thấy Vẫn Thần Ma vực trong rất nhiều cường giả, tất cả đều phát ra thống khổ gào thét tiếng, rất nhiều ma tộc cường giả tại cố khí tức này xuống, thân thể đều bị thời gian vặn vẹo, từng cái rùng rằng, phát ra thống khổ gào thét. Rầm rầm rầm, một ít tu vi yếu kém ma tộc cường giả càng là tại cô khí thức này dưới, tại chỗ nổ tung, trực tiếp hóa thành hư vô, cuồn cuộn ma khí bản nguyên, hóa vì từng đạo xương mù màu đen, nhanh chóng phóng lên cao, sau đó bị cắn nuốt thu nhận. Vẫn thần ma vực, hừ, ma giới thấp hèn chi địa, như vậy địa phương, bản tổ trước đây lười nhác hủy diệt, hôm nay cũng không có tồn tại xuống đi cần thiết. Uyên ma lão tổ ngửa mặt lên trời gầm thét, cuồn cuộn lực lượng bao phủ, tức khắc, toàn bộ vẫn thần ma vực trong toàn bộ cường giả, tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm, từng cái hóa thành huyết vụ, giống như lệ quỷ, trạng thái thê thảm không hiểu. Không được, một ít vẫn thần ma vực cao thủ ma tộc muốn muốn chạy khỏi nơi này, nhưng mà, không chờ bọn họ rời khỏi, cũng đã bị đáng sợ huyết sắc khí tức trực tiếp thôn vệ, tại chỗ hồn phi phách tán. Coi như là có một ít tu vi khá mạnh ma tộc cường giả, chỉ một chút nữa là thoát đi vẫn thần ma vực, chốc lát nhưng cũng là bị viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn trực tiếp tiêu diệt, hóa thành phấn vụn. Trường 4556 Thâm Nguyên Chi Lực Trong khoảnh khắc, cả tòa vẫn thần ma vực, như là hóa thành ma giới luyện ngục. Từng tên một ma tộc cường giả, ao ao ngã xuống, kêu thảm hóa thành huyết vụ, bộ dáng không gì sánh được thê thảm. Uyên ma lão tổ, thâm uyên chi địa trong, ma lệ thần sắc dư tợn, con người huyết hồng, tức giận gào thét. Tại trước mắt hắn, thâm uyên chi địa bên ngoài, toàn bộ vẫn thần ma vực, cũng đã hóa thành luyện ngục. Nếu như nói trước đây vẫn thần ma vực, là ma giới trục xuất chi địa, là rất nhiều ma tộc các tội nhân sinh tồn địa phương, tuy là hoang vắng, nhưng còn có sinh tồn được hy vọng nói. Như vậy hôm nay vẫn thần ma vực, thật giống là hóa thành một mảnh cửu u địa ngục, trở thành hải dương màu đỏ ngòm. Ma lệ trong lòng tức giận, hắn này vô số năm qua chỗ tân tân khổ khổ xây dựng toàn bộ, hôm nay bị thời gian hủy diệt, trong lòng tức giận, có thể nghĩ. Tức giận không chỉ có là hắn, còn có vẫn thần ma vực bên ngoài, trước bởi vì nghe theo ma lệ mệnh lệnh, mà lập tức rời khỏi vẫn thần ma cung một ít cường giả, từng cái nhìn xa xa hóa thành huyết sắc luyện ngục vẫn thần ma vực, trong lòng hiện ra tới vô tận tức giận. Uyên ma lão tổ, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những ma tộc này các cường giả cực kỳ phẫn nộ, từng cái thần sắc dữ tợt, tuy là, bọn họ cũng đã rời khỏi, có thể những thứ kia còn không hề rời đi vẫn thần ma cung người, còn có vô số vẫn thần ma vực bằng hiếu, thậm chí là địch nhân, hôm nay nhìn tho bọn hắn chết đi, cái loại này tức giận cảm giác, không cách nào che giấu. Đi, những người này hừ lạnh một tiếng, sau đó, dứt khoát dứt khoát xoay người rời đi, thời gian biến mất chúng ta cũng đi, uyên ma lão tổ nếu hàng lâm thâm uyên chi địa, như vậy này thâm uyên chi địa, sợ là cũng đã không an toàn nữa, chúng ta mau ly khai. La hầu ma tổ quát lạnh một tiếng, một đám người lúc này hướng thâm uyên chi địa chỗ sâu lao đi. Mà vẫn thần ma vực, hôm nay thật cũng đã hóa thành luyện ngục chi địa, khắp nơi đều thấy chết đi ma tộc cường giả thi hài, cuồn cuộn khí huyết cùng tinh huyết lực, cùng với lực lượng linh hồn, bị uyên ma lão tổ trực tiếp hấp thu đến bên trong. Ước chừng vô số kẻ ma tộc cường giả, tại uyên ma lão tổ dưới sự công kích, tại chỗ ngã xuống, trực tiếp diệt tộc. Lão tổ, thực huyên trí tôn tiến lên, thần sắc hoảng sợ nhìn huyên ma lão tổ. Huyên ma lão tổ mở mắt, tại trước người hắn, huyền phù này nhất đạo hắc sắc bản nguyên cầu, cái này bản nguyên cầu trong, tản mát lấy cuồn cuộn đáng sợ ma khí lực lượng bản nguyên. Hừ, vẫn thần ma vực rất nhiều cường giả bản nguyên cùng tinh huyết, hẳn đủ bất tử đế tôn tử vong minh thổ khôi phục không ít, nếu này vẫn thần ma vực trong một cái cường giả, dám nhằm vào bản tổ bố trí xuống hắc ám trì, như vậy, hắn chỗ vẫn thần ma vực, liền trực tiếp trở thành tử vong minh thổ tế phẩm, tranh thủ bất tử đế tôn sinh tử luân hồi chi môn có thể sớm ngày tạo thành. Uyên ma lão tổ hư lạnh, nhìn phía xa rất nhiều băng diệt, thống khổ giữ tợn lấy hóa làm bản nguyên cùng tinh huyết ma tộc cường giả, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thì giống như căn bản không phải bọn họ ma tộc cường giả, mà là một đám chó lợn. Cuối cùng, cũng không biết trôi qua bao lâu, toàn bộ vẫn thần ma vực trong toàn bộ ma tộc cường giả, tất cả đều ngã xuống, tại cuồn cuộn dưới thiên đạo, trực tiếp bị tiêu diệt nhất đạo thật lớn bản nguyên cầu bị uyên ma lão tổ thu vào bên trong cơ thể. Thực uyên trí tôn thần sắc lo lắng không yên, khẩn trương nói, lão tổ, kia ra hỏa còn không tìm được sao. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đi theo ta, uyên ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, cất bước về phía trước. Đây, đi đâu, thực uyên trí tôn kinh ngạc, bất quá cũng không dám thăm dò, chỉ là lo lắng không yên đuổi theo. Sau một lát, viêm ma trí tôn cùng hắc mộ trí tôn, cũng kỹ theo sau, theo sát uyên ma lão tổ. Hôm nay vẫn thần ma vực, dĩ nhiên hóa thành hoàn toàn tính mịch phế thích, toàn bộ ma tộc người, cảnh giới bị uyên ma lão tổ mặt sát, thôn phệ. Một lát sau, uyên ma lão tổ tại một chỗ hư không trước dừng bước lại. Thâm uyên chi địa, chẳng lẽ lão tổ muốn tìm ra hỏa, liền này thâm uyên chi địa trong. Thực uyên trí tôn kinh ngạc, lão tổ làm sao biết, đối phương là tại thâm uyên chi địa trong. Uyên ma lão tổ trong lòng, cũng là cực kỳ lạnh lùng. Hắn mặc dù không biết đối phương đến cùng là đúng hay không tại này thâm uyên chi địa trong, nhưng trừ phi đối phương cũng đã rời khỏi, chỉ cần đối phương còn ở đây vẫn thần ma vực, như vậy, cả tòa vẫn thần ma vực duy nhất có thể né tránh hắn cảm nhận, cũng chỉ có này thâm uyên chi địa một chỗ. Viêm ma, hắc mộ, các người thủ tại chỗ này, cần phải không thể để cho người rời khỏi. Giọng nói rơi xuống, uyên ma lão tổ vừa xài bước ra, thời gian tiến vào thâm uyên chi địa trong. Quanh một tiếng, một cổ đáng sợ ma uy, tại này thâm uyên chi địa trong tràn ngập ra, chỉ là càng đi trong, uyên ma lão tổ cảm nhận thụ đến áp chế càng lớn. Vẹn vẹn di tán đi ra ngoài trăm vạn dặm sau, Huyền Ma lão tổ cảm nhận, liền dĩ nhiên không cách nào tiếp tục tiến thêm. Chỉ là trăm vạn dặm, Huyền Ma lão tổ co mày, Thâm Uyên chi địa đáng sợ, hắn không phải không biết, chỉ là không nghĩ tới, liền hắn cảm nhận, cũng chỉ có thể bao phủ trăm vạn dặm khoảng cách. Hôm nay bao là một vùng cấm địa, nếu như chỉ dựa vào một mình hắn thăm dò, mặc dù là hắn bạo phát lực lượng, cảm nhận phạm vi mở rộng gấp 10 lần, cũng không biết muốn thăm dò đến ngày tháng năm nào. Hừ, trăm vạn dặm thì như thế nào? Thâm Uyên chi địa, cực nguy hiểm, mặc dù là chí tôn xâm nhập quá sâu cũng sẽ ở thâm nguyên chi lực ăn mòn dưới, một chút yên diệt, bản tổ nếu là không ngừng xâm nhập thăm dò, mấy người kia liền chỉ có hai lựa chọn. Một cái, bị thâm nguyên chi lực yên diệt, một cái khác, lại là bị bản tổ tìm được, đoạn không có cái khả năng thứ ba. Nghĩ vậy, uyên ma lão tổ cười lạnh một tiếng, hít mắt, oanh một tiếng, trong thân thể hắn thời gian dũng động đi ra một cổ vô tận lực lượng đáng sợ cuồn cuộn lực lượng giống như đại dương bao la trong khoảnh khắc hướng thâm nguyên chi địa chỗ sâu lao đi một tiếng ầm vang thiên địa rung động vạn giới, thực nguyên trí tôn mấy người nhất thời trợn to hai mắt, lão tổ dĩ nhiên tại thâm nguyên chi địa trong xuất thủ. Thâm nguyên chi địa, tại ma giới vị trí cực đặc thù, lão tổ làm như thế, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Mấy người mở to hai mắt, hướng thâm nguyên chi địa liền ngưng thần nhìn sang. Liền thấy uyên ma lão tổ trong thân thể lực lượng khi tiến vào thâm nguyên chi địa sau, lập tức phảng phất đánh lên trận một cái vô hình vách tường một dạng, thâm nguyên chi địa trong đặc thù chi lực, lập tức hướng uyên ma lão tổ áp bách mà tới. Ken két két, uyên ma lão tổ phóng thích ma khí tại cổ lực lượng này dưới, liên tục bị áp bách, yên diệt. Hừ, thâm uyên chi lực, uyên ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trong lóe ra tới một chút lãnh mang, thân hình thời gian thay đổi đến vô cùng to lớn, cả người hắn như là một cái ma thần đứng ngạo nghễ thiên địa, hai mắt giống như ma nhật một dạng, nở rộ hàng tỷ thần hồng. Quanh một tiếng, uyên ma lão tổ đưa, dẫn động vô tận ma giới thiên đạo lực lượng, dầm, liền thấy trời đạo pháp tắc tại hắn bàn tay quán chú, giống như là trở thành một cái trí cao vô thượng thần một dạng, hướng về phía thâm nguyên chi địa hư không vô tận dò ra bản thân đưa. Quanh kết một tiếng, này, thâm nguyên chi lực bị nhanh chóng áp bách, bài xích, vô tận ma tổ chi lực, hướng thâm uyên chi địa chỗ sâu cuồn cuộn đi. chương 4557, không cho sinh lộ. Lúc này, tại này thâm nguyên chi địa trong, tần trần cùng ma lệ mấy người đang hành tẩu tại thâm nguyên chi địa, bốn phía, là đáng sợ thâm nguyên chi lực, những thứ này thâm nguyên chi lực, liên tục tiêu trừ lấy trên người bọn họ lực lượng. Đây thâm uyên chi địa đáng sợ nguyên nhân chỗ, thâm nguyên chi địa trong, ẩn chứa rất nhiều thâm nguyên chi lực, thâm nguyên chi lực không bị ngăn cản toàn bộ đi vào trong cường giả trên thân khí tức, căn bản là không có cách ngăn cản, một ít bình thường thiên tôn, sợ là nửa phút liền sẽ bị yên diệt. Mà lấy tần trần bọn hắn thực lực, mặc dù sẽ không bị trong khoảng thời gian ngắn yên diệt, nhưng trên thân khí tức, vẫn là đang chậm rãi tiêu tán, càng đáng sợ hơn là, này cổ thâm nguyên chi lực lại có thể tiêu trừ bọn họ bản nguyên khí tức. Bản nguyên, là một cái võ giả rất lực lượng nòng cốt, một khi bản nguyên bị tổn thương, đối với một tên võ giả mà nói đúng là thật lớn tổn thương. Này thâm nguyên chi lực, có ý tứ, tần trần đưa tay, chạm đến này thâm nguyên chi lực, này một cổ lực lượng liên tục rót vào trong thân thể hắn. Tần trần thôi động bản nguyên, ngăn cản cổ lực lượng này, oanh, hai cổ lực lượng va chạm, thâm nguyên chi lực phảng phất không có có bị ngăn trở một dạng, tiếp tục đi vào trong cơ thể hắn. Đồng thời, này một cổ lực lượng có chứa mạnh mẽ yên diệt chi lực, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Bạn đang nghe chuyện trên Obookaudio.com. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm. Uhm, sau đó, Tần Trần vận chuyển Thần Đế đồ đằng chi lực, Thần Đế đồ đằng dũng động, Nhất đạo vô hình phù văn nở rộ, đem cổ Thâm Huyên chi lực ngăn cản, nhưng mà rất nhanh, Thần Đế đồ đằng cũng là bị xâm lấn, tiếp tục ăn mòn Tần Trần thân thể. Tần Trần cao mày, nghĩ không ra liền Thần Đế đồ đằng cũng không cách nào ngăn cản cổ lực lượng này. Tần Trần, đừng lãng phí thời gian, này Thâm Huyên chi lực căn bản là không có cách ngăn cản, đừng nói là ngươi mặc dù là la hầu ma tổ tiền bối cũng không cách nào tiêu trừ, người liền trí tôn cũng đều không phải, há có thể ngăn cản cổ lực lượng này xâm lấn. Ma lệ nhìn thấy tần trần cử động, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra tần trần đang làm cái gì. Rõ ràng là muốn chống cự lại này của thâm uyên chi lực, trước kia hắn tại đây vẫn thần ma vực, cũng từng nhiều lần đi vào thâm uyên chi địa, cố gắng tiêu trừ cổ lực lượng này, kết quả, đều thất bại. Xích phim ma quân cũng cười lạnh nói, tần trần, người là lợi hại, nhưng mà này thâm uyên chi địa, nghe đồn là ma giới trong một vị đỉnh cấp đại năng sau khi ngã xuống tạo thành, bực này chi địa, cho dù uyên ma lão tổ cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản, đừng lãng phí thời gian. Tần Trần cười, liền lão tổ cũng không cách nào ngăn cản sao? Lão tổ không cách nào ngăn cản, chẳng lẽ hắn liền nhất định không cách nào ngăn cản? Chưa chắc chứ, Tần Trần lười để ý ma lệ, tiếp tục vận chuyển thể trong lực lượng, các loại lực lượng bị hắn một vừa thử nghiệm, nhân tộc chi lực, ma tộc chi lực, bao gồm tử vong chi khí, thậm chí hắc ám nhất tộc lực lượng nhưng bất kể là cái nào một cổ lực lượng, đều không thể ngăn cản này thâm uyên chi lực. Ma lệ thấy tần trần tiếp tục thử nghiệm, cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ là lười để ý. Tần trần cao mày, này thâm uyên chi lực, xác định đáng sợ, bất quá, chẳng lẽ này thâm uyên chi lực, thật không cách nào ngăn cản sao? Tần trần ngẩng đầu, chẳng biết tại sao, này thâm uyên chi lực liên tục cho hắn một loại có chút cảm giác quen thuộc, dường như từ lúc nào cảm nhận đến qua một dạng, cái loại này cảm giác quen thuộc, cực yếu ớt, nhưng xác định có một ít quen thuộc, âm uhm, tần trần vận chuyển các loại lực lượng tần trần tiểu tử này thâm nguyên chi lực xác định cực đáng sợ sợ là bản tổ đi ra ngoài cũng chưa chắc có thể triệt để ngăn cản người có thể thử một chút hỗn độn thanh liên hỏa hồng hoang tổ long trầm giọng nói ô tần trần trong lòng khẽ động lúc này hắn thôi động trong đầu hỗn độn thanh liên hỏa âm uhm, âm uhm, khi hỗn độn thanh liên hỏa vận chuyển trong nháy mắt những thứ kia nguyên bản đi vào tần trần trong thân thể thâm nguyên chi lực lập tức bị ngăn cản ở nhất đạo ngọn lửa vô hình chi lực bao phủ lại tần trần thân thể là cổ lực lượng này ngăn che tại ngoại. Hai cổ lực lượng hai bên đụng nhau, có chút thế lực ngang nhau. Bất quá, bởi vì hỗn độn thanh liên hỏa còn có chút yếu ớt, sở dĩ y nguyên không cách nào hoàn toàn ngăn cản này cổ thâm nguyên chi lực, nhưng mà ước chừng một nửa thâm nguyên chi lực đều đã bị ngăn cản. Cảm nhận đến cảnh tượng này, mà lệ mấy người nhất thời kinh hãi nhìn sang, bọn họ đều cảm giác được, tần trần trên thân thâm nguyên chi lực, tựa hồ bị ngăn trở không ít. La hầu ma tổ cũng mặt lộ kinh ngạc, thâm nguyên chi lực, liền hắn cũng không thể chống đỡ được, tiểu tử này cư nhiên có thể ngăn cản. Cổ lực lượng này, chẳng lẽ là, la hầu ma tổ cảm nhận tần trần bên trong hỗn độn thanh liên hỏa, đôi mắt đột nhiên biến phải ngưng trọng, chân mày thật sâu nhăn lại. Bất quá, tuy là ngăn cản ước chừng một nửa thâm huyên chi lực, nhưng mà tần trần vẫn là có chút không vừa ý. Lôi đình chi lực, âm, suốt cục, tần trần vận chuyển lên bản thân mạnh nhất lôi đình chi lực. Lốp bốp, cuồn cuộn lôi đình, giống như đại dương bao la, theo tần trần thân thể trong bắn ra liền thấy nguyên bản vẫn còn ở cùng hỗn độn thanh liên hỏa tiến hành đối kháng thâm nguyên chi lực trong nháy mắt như lâm đại địch trong khoảnh khắc theo tần trần thân thể trong lui ra ngoài cư nhiên lui không còn một mảnh ma lệ bọn họ con ngươi bỗng dưng trợn tròn tần trần tiểu tử cổ lực lượng này là la hầu ma tổ liền trầm giọng nhìn sang ánh mắt trong có rung động thật sâu cường đại lôi đình chi lực để cho hắn trong nháy mắt biến sắc há lực lượng này là bản thiếu huyết mạch chi lực tần trần nhàn nhạt nói la hầu ma tổ trong nháy mắt trầm mặc mẹ, nguyên lai là một cái hai đời. La hầu ma tổ mặt không nói gì, hắn bây giờ mới biết, tần trần thế mà còn là một cái hai đời. Hơn nữa, còn là một cái hai đời trong đỉnh cấp cường giả, lúc trước của lực lượng kia, liền hắn đều cực sợ hãi, lại là tiểu tử này truyền thừa huyết mạch. Khó trách tiểu tử này khủng bố như vậy, cường đại như vậy huyết mạch, như vậy người này phụ thân, cuối cùng là ai? Càng làm cho la hầu ma tổ kinh hãi là, tần trần trên thân liên tiếp lực lượng, hắn đều có chút quen thuộc, trong lòng mơ hồ có chút rung động, lại cảm giác đến tần trần trên thân lôi đình chi lực sau, cho dù tần trần về sau thu hồi lôi đình chi lực, này thâm uyên chi lực cũng sẽ không đối với tần trần áp bách, phảng phất coi tần trần vì không có gì. Mẹ, ma lệ cùng xích viêm ma quân nhìn, trong lòng cái kia buồn bực a à. Bọn họ rõ ràng sớm tới đây vẫn thần ma vực nhiều năm, đi vào này thâm uyên chi địa nhiều lần, có thể thủy chung đều không thể chống đỡ được này thâm uyên chi lực, coi này thâm uyên chi địa là cấm địa. Có thể tần trần đây. Thứ nhất vào đây này thâm uyên chi địa này thâm uyên chi lực đã nhưng bị hắn tránh né. Người so với người, tranh lệch làm sao lại lớn như vậy. Tần Trần Tiểu Hữu lúc này, La Hầu Ma Tổ liền nhìn sang, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Đột nhiên, ầm, nơi xa, một cổ khí tức đáng sợ mơ hồ bao phủ mà tới. La Hầu Ma Tổ bọn họ khí sắc tức khắc đại biến. Là uyên ma lão tổ, này uyên ma lão tổ, cư nhiên tìm được thâm uyên chi địa, với lại, còn không chịu bỏ qua, muốn thăm dò này thâm uyên chi địa. La hầu ma tổ bọn họ thần sắc đều có chút kinh sợ, uyên ma lão tổ này là căn bản không được cho bọn hắn sống sinh lộ a. À. Đi, nữa cũng không lo được nhiều lời, tần trần đám người nhanh chóng bay lướt qua, không dám tại tại chỗ dừng lại. Chương 4558, không nữa đối địch với ngươi. Siêu siêu siêu, đoàn người liên tục tiếp cận thâm uyên chi địa chỗ sâu. Chỉ là, mặc kệ bọn hắn như thế nào xâm nhập, phía sau cũng lực lượng khủng bố kia như trước theo sát. La hầu ma tổ khí sắc tức khắc thay đổi đến vô cùng tái nhợt lên. La hầu ma tổ đại nhân, này uyên ma lão tổ căn bản không cho ta đường sống, rõ ràng là muốn giết chết chúng ta. Ma lệ sắc mặt khó coi, cắn răng rửa tận nói. Tần trần cũng nhìn phía sau không ngừng đánh tới khí tức kinh khủng. Không khỏi biến sắc, này uyên ma lão tổ, quả nhiên đáng sợ, bản thân dụng hết toàn lực, cũng là đang thi triển ra hỗn độn thanh liên hỏa cùng lôi đình chi lực sau, mới ngăn cản này thâm uyên chi lực không xâm lấn chính mình. Nếu là muốn ngăn cản một một mảnh thiên địa ở giữa thâm uyên chi lực, tần trần tự nhiên còn không cách nào làm đến. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể huyên ma lão tổ, không những ngăn cản thâm uyên chi lực, càng đem bản thân lực lượng xâm lấn đến này thâm uyên chi địa, đồng thời đang cùng thâm uyên chi lực đối kháng trong quá trình liên tục khuếch tán. Như vậy thủ đoạn, thật là kinh nhược thần nhân, đừng nói tần trần, coi như là la hầu ma tổ cùng hồng hoang tổ long bọn họ, cũng là biến sắc, này một cổ lực lượng, vượt xa ra bọn họ tưởng tượng ra, đổi lại là bọn họ thời kỳ toàn thịnh, có thể đối kháng này thâm uyên chi lực sao? có khả năng, nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Ung ung, liền thấy uyên ma lão tổ lực lượng điên cuồng khuyết tán. Kinh khủng kia ma khí như là tại trong ao nước nhỏ vào một giọt mực nước một giặc, đen kịt ma khí tại này thâm uyên chi địa tản mát, lan tràn ra, cùng này thâm uyên chi lực hung hãn va chạm, giống như ngôi sao va chạm, nhật nguyệt cùng sáng. Dầm dầm dầm, thâm uyên chi lực liên tục trùng kích kinh khủng này ma khí, cố gắng ngăn trở ma khí xâm lấn, nhưng mà, này thâm uyên chi lực chỉ là vật vô chủ, mà kinh khủng kia ma khí từ chối uyên ma lão tổ thao túng mang theo một chút ma giới thiên đạo khí tức bộc phát ra kinh thiên thần hồng cường thế nghiền ép thiên đạo chi lực này uyên ma lão tổ thật đúng là ti tiện tần trần hư lạnh một tiếng hắn rốt cục nhìn ra uyên ma lão tổ là làm sao có thể chống đỡ được này thâm uyên chi lực uyên ma lão tổ dựa vào không chỉ là bản thân lực lượng càng là ma giới thiên đạo lực lượng người này mặt bên cấu kết minh giới người sử dụng tử vong minh thổ lực lượng tới suy yếu thiên đạo lực lượng mặt bên lại mượn dùng thiên đạo lực lượng tới lớn mạnh chính mình. Điển hình bưng lên chén ăn cơm, để xuống chén chửi má nó. Mà chính là bởi vì có ma giới thiên đạo chi lực gia trì, vô chủ thâm uyên chi lực đang oanh kích tại uyên ma lão tổ bộc phát ra ma khí trên sau, liền giống như sóng lớn oanh thượng đá ngầm một dạng, tuy là có thể mơ hồ ngăn chờ kinh khủng này ma khí tốc độ tiến lên, nhưng nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn cản kinh khủng này ma khí xâm lấn. Âm, uhm, ma khí liên tục mở rộng, hướng tần trần bọn họ xâm nhập, đồng thời, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng lại cực ổn định. Đi, tần trần bọn họ chỉ có thể không ngừng xâm nhập, nhưng mà, vô luận bọn họ như thế nào xâm nhập, uyên ma lão tổ thủy chung một chút về phía trước tiếp cận, cũng không tăng thêm tốc độ, cũng không liều lĩnh, chỉ là một chút, lan ra đến thâm uyên chi địa càng sâu địa phương. Điều này làm cho tần trần bọn họ sắc mặt khó coi. Đáng chết, cái này phiền toái, ma lệ cùng xích viêm ma quân cắn răng, bọn họ sở dĩ đi vào thâm uyên chi địa, trừ bởi vì thâm uyên chi địa có thể che đậy uyên ma lão tổ cảm nhận ở ngoài, cũng là bởi vì uyên ma lão tổ thực lực tuy mạnh, nhưng mà tại này thâm nguyên chi địa cũng tất nhiên sẽ thụ đến áp chế. Thâm huyên chi địa, cực đặc thù, cưỡng ép đi vào thăm dò, sợ là liền huyên ma lão tổ đều có thể lọt vào thương tích. Nhưng bây giờ, huyên ma lão tổ dĩ nhiên như điên liên tục thăm dò thâm nguyên chi địa, đây rõ ràng là tình nguyện tiêu hao giá thật lớn, cũng muốn tìm kiếm được bọn họ. Đây là một cái dương mưu, một cái bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn, chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu dương mưu. Ầm, um, cuồn cuộn thâm nguyên chi lực ăn mòn tới, liền thấy xích viêm ma quân trên thân, từng đạo ma tính vật chất tản mát ra. Xích viêm, ma lệ biến sắc, bắt lại xích viêm ma quân tay, lúc này xích viêm ma quân sắc mặt tái nhợt, trên thân khí tức suy yếu, đã sắp không trụ được thâm nguyên chi lực xâm lấn. Lệ nhi, ta không sao, xích viêm ma quân đau khổ cười một tiếng, phốc, phun ra một ngụm máu tươi tới. Xích viêm, ma lệ hoảng sợ, tần trần cao mày, đây rõ ràng là xích viêm ma quân bản nguyên cũng bắt đầu thụ đến tổn thương. Tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống, xích viêm ma quân chỉ là khó thoát khỏi cái chết mà hậu phương, uyên ma lão tổ khí thức vẫn còn tiếp tục xâm nhập. Lệ nhi, ta không sao, xích viêm ma quân tiếng cười, lúc này tiếp tục hướng phía trước, chỉ là, mới bay đi không bao xa, liền phốc lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, khí sắc trắng bệch, thân hình lung lay sắp đổ. Ma lệ liền ôm lấy xích viêm ma quân, nàng cũng đã gánh không được, ngu ngốc, người muốn chết sao, la hầu ma tổ tiến lên, oanh, đáng sợ hỗn độn ma khí đi vào xích viêm ma quân bên trong, hơi hơi cảm nhận, Cao mày trầm giọng nói, bên trong cơ thể ngươi bản nguyên đã bắt đầu bị tổn thương, mạnh mẽ cố đi trước, chỉ ngay lập tức sẽ bị thâm nguyên chi lực hóa thành phấn vụn. La hầu ma tổ đại nhân, Ma Lệ vội vàng nhìn La hầu ma tổ. La hầu ma tổ lắc đầu, thở dài nói, nếu như bản tổ thời kỳ toàn thịnh, có lẽ có thể giúp một tay ngăn cản một cái, nhưng mà hôm nay bản tổ bản thân khó bảo toàn, sợ là. La hầu ma tổ lắc đầu, chưa hề khôi phục tu vi, hắn cũng bất lực. Ma Lệ khí sắc tức khắc cho nguội, bất quá La hầu ma tổ nhìn về phía tần trần lại nói: này người lực lượng có thể che đậy thâm nguyên chi lực, nếu như hắn xuất thủ, có lẽ có hy vọng. Nghe vậy, ma lệ vội vàng quay đầu. Tần trần, ma lệ khẩn trương nói: hôm nay có thể ban trợ xích viêm ma quân chỉ có tần trần, tần trần trên thân lực lượng có thể cản trở thâm nguyên chi lực xâm lấn. Tần trần nhíu mày, để giúp mình xích viêm ma quân. Giúp hắn, bản thiếu có chỗ tốt gì sao? Tần trần nhàn nhạt nói: này xích viêm ma quân đã từng năm lần bảy lượt nhắm vào mình để cho mình giúp nàng, khả năng sao? Ma lệ khí sắc cứng đờ, hắn tự nhiên biết xích viêm ma quân cùng tần trần trong ân oán. Ta, ma lệ cắn răng, lệ nhi, đừng cầu hắn, đừng cầu tên ma đầu này. Xích viêm ma quân khóe miệng mang theo máu, cắn răng nói, gian nan còn muốn về phía trước, nhưng không đợi đi thật xa, liền lần thứ hai thổ huyết. Vù vù, xích viêm ma quân thân thể bắt đầu hư hóa, muốn tiêu tán hư không? Xích viêm, ma lệ ôm lấy xích viêm ma quân, thống khổ nhìn xích viêm ma quân, nhìn nàng từ từ muốn hư vô thân thể vậy tuyệt đẹp khuôn mặt trong lòng đau như đau cắt tần trần chỉ cần ngươi cứu xích phiêm từ nay về sau ta ma lệ sẽ không còn đối địch với ngươi ma lệ quát ầm lên thần sắc kiên quyết lại thống khổ này với hắn mà nói là một cái thật lớn hứa hẹn hắn ma lệ nói được thì làm được không lệ nhi chớ vì như ta vậy ngươi không phải vẫn muốn siêu việt hắn sao ta tin tưởng ngươi nhất định có thể xích phiêm ma quân thương tiếc nhìn ma lệ là ta làm như vậy ngươi bỏ ra quá nhiều ta tình nguyện chết, cũng không muốn ngươi làm như thế. Nàng quá giải khai ma lệ, cũng quá biết ma lệ nội tâm cao bao nhiêu ngạo, hắn vẫn muốn siêu việt tần trần, vẫn muốn chứng nhận bản thân, để ma lệ vì mình cam nguyện khuất phục tần trần, trong lòng nàng làm sao có thể thừa nhận. chương 4559, nhận được tin tức. Không, xích viêm đại nhân, ma lệ cười, vuốt ve xích viêm tấm kia hồng nhan võ hoàng tuyệt mỹ khuôn mặt, không có ngươi, ta ma lệ coi như là vô địch khắp thiên hạ, thì phải làm thế nào đây? Ma lệ nói xong, quay đầu nhìn về phía tần trần biểu tình thay đổi đến vô cùng bình tĩnh nhàn nhạt nói tần trần cầu ngươi cứu xích viêm chỉ cần ngươi có thể cứu xích viêm từ nay về sau ta ma lệ coi ngươi vi tôn sẽ không tìm ngươi phiền toái như thế nào lấy ta vi tôn tần trần cười vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa ma lệ khí sắc có chút khó coi chính mình đều suy nghĩ lấy đối phương vi tôn tần trần còn muốn bản thân như thế nào đã thấy tần trần cười một tiếng liền ngươi liền trí tôn cũng đều không phải ra hỏa bản tọa bộ hạ trí tôn đều có mấy cái, ta muốn ngươi lấy ta vi tôn làm cái gì. Tần Trần suy cười một tiếng, siêu, tiến lên, trực tiếp bắt lại xích viêm ma quân tay. Đừng lãng phí thời gian, đi nhanh lên, Tần Trần lạnh lùng nói. Bạn đang nghe chuyện trên audio com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi, làm cái gì? Buông, xích viêm ma quân cả giận nói, hoa dung thất sắc. Ngu ngốc, cầm miệng, không có bản lĩnh liền đừng ở đó kiêu ngạo, ngươi cho rằng bản thiếu muốn mang ngươi sao. Ngươi không đi không có việc gì, ta cũng chẳng muốn quản các ngươi, có thể ma lệ cũng tất nhiên sẽ cùng ngươi chết ở chỗ này, nếu không phải là lo lắng người cũng ma lệ bại lộ bản thiếu bí mật, bản thiếu há lại sẽ quản các ngươi. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, xem thường nhìn xích viêm ma quân, nói nhảm nữa, ngươi sẽ chết tại đây tốt, bất quá tại ngươi bị thâm uyên chi lực cùng uyên ma lão tổ lộng trước khi chết, bản thiếu liền trước hết là giết ngươi. Tần Trần quát lạnh, một cổ vô hình lực lượng bao phủ lại nàng, tức khắc xích viêm ma quân trên thân yên diệt khí tức giảm đi thân thể cũng lần thứ hai ngưng thật còn ngươi nữa tần trần mắt nhìn ma lệ bản thiếu không cần ngươi khuất phục cũng không cần ngươi không đối địch với ta bại tướng dưới tay thôi coi như là ngươi cùng bản thiếu là địch bản thiếu cũng không sợ nhưng bản thiếu có một cái yêu cầu đó chính là ngươi không thể cùng ma tộc thông đồng làm bậy ngươi nếu có thể làm đến lần này bản thiếu liền cứu ngươi nhân tình nếu không các ngươi liền chết tại đây tốt không cần uyên ma lão tổ động thủ bản thiếu giết các ngươi trước có thể hay không có thể làm đến. Tần Trần lạnh lùng nói, trên người có đáng sợ tràn ngập sát cơ. Một bên, la hầu ma tổ cao mày, cước bộ về phía trước, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Ở đây không có việc của ngươi, lui đi sang một bên. Tần Trần hướng về phía la hầu ma tổ lệ quát một tiếng. La hầu ma tổ mi tâm trong tức khắc ngưng tụ tà khí, tức giận nhìn Tần Trần, hắn đường đường hỗn độn thần ma cư nhiên bị Tần Trần một cái vãn bối quát lớn, trong lòng làm sao không nộ, nhưng mà hắn vẻn vẹn do dự một chút, nhưng vẫn là dừng bước lại, không có tùy tiện về phía trước. Hừ, này còn tạm được, mọi người hiện tại thân ở hoàn cảnh này, nếu như còn không đoàn kết, thì dứt khoát chờ chết coi như. Tần Trần quát lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía ma lệ, nhanh lên một chút, lề mề, ta biết ma lệ có thể không phải như vậy người, chỉ cần ngươi đáp ứng không cùng ma tộc thông đồng làm bậy, vậy ta liền xuất thủ bảo hộ ngươi nhân tình, đơn giản như vậy sự tình, ngươi chẳng lẽ còn do dự. Ma lệ trong lòng ngẩn ra, bản thân, đều cam nguyện lấy tần trần vi tôn, nghĩ không ra, tần trần cư nhiên cự tuyệt. Hắn ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn tần trần, lại phát hiện tần trần ánh mắt trong suốt, hiển nhiên là thành tâm ngữ điệu. Không hiểu, trong lòng hắn có loại không nói rõ nói không rõ cảm giác. Được, ta đáp ứng, ma lệ trầm giọng nói. Xích phiêm ma quân cũng thứ nhất nhìn tần trần, dường như không có như vậy không vừa mắt, cũng không dễ dụa nữa. Chính là, gia hỏa nói quá khó nghe, cái gì coi như đối địch với hắn cũng không sợ, khinh thường ai đó, được, Đừng lãng phí thời gian, không đi nữa, liền đi không được xuống." La Hầu Ma tổ nhíu mày nói, "Đi thôi." Tần Trần mờ nhạt lời nói, lúc này mang theo Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ, tiếp tục thâm nhập sâu. Ầm, um, tại Tần Trần bọn họ sau khi rời đi không bao lâu, bọn họ trước vị trí chỗ, dĩ nhiên bị một mảnh minh mông ma khí tràn ngập, triệt để che đậy. Ma khí vẫn còn tiếp tục xâm nhập, hiển nhiên là không tìm được Tần Trần bọn họ, căn bản không chịu bỏ qua. Điều này làm cho Tần Trần sắc mặt khó coi, trong lòng băng lãnh bởi vì kèm theo hắn đi vào tuy là hắn có thể ngăn trở bên ngoài thâm nguyên chi lực có thể từ từ tần trần thân sức ép lên cũng càng lúc càng lớn bởi vì trong thâm nguyên chi lực quá mức đáng sợ ầm um, cuồn cuộn thâm nguyên chi lực áp bách ở trên người hắn thì đồng dạng một tên trí tôn đang không ngừng oanh kích thân thể hắn như vậy trùng kích cho dù tần trần có thể coi nhẹ thâm nguyên chi lực đến sau cùng cũng sẽ bị này đáng sợ thời không áp bách trực tiếp tiêu diệt ở chỗ này tần trần tiểu tử trong này thời không chi lực càng ngày càng mạnh nếu không để cho bản tổ đi ra cùng uyên ma lão tổ liều mạng. Không hoang tổ long hừ lạnh một tiếng, không được, tần trần lắc đầu, truyền âm nói tiền bối người nếu như bại lộ, vậy xong, hiện tại uyên ma lão tổ hẳn còn chưa biết là ta tại đây, một khi người bại lộ, uyên ma lão tổ phát hiện thân phận ta sau chắc chắn không để ý tới chém giết ta, mặc dù là ta có thể còn sống rời đi ma giới, sợ cũng tìm không được tư tư. Hắn tới ma giới mục đích là vì tìm kiếm tư tư, tại không tìm được tư tư trước, hắn là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng rời đi sở dĩ hắn chỉ có thể tiếp tục gánh vác. ầm, um, tần trần liên tục về phía trước, ngăn cản thâm nguyên chi địa áp bách chi lực tận lực vận chuyển. mà ở tần trần bọn họ thân ở thâm nguyên chi địa liên tục thoát khỏi uyên ma lão tổ truy sát thời điểm. nhân tộc lãnh địa một tòa minh mông thần sơn phía trên. ầm um, ầm, um, một đạo thân ảnh đột nhiên rơi xuống. đúng là thần công chí tôn, thần công chí tôn hướng về phía ngọn thần sơn kia cung kính hành lễ. tiêu diêu chí tôn đại nhân có ma giới tin tức. ô, oh, ầm, um, thần sơn phía trên nhất đạo thân ảnh đồ sộ đột nhiên mở hai mắt ra, đáng sợ thần hồng nở rộ, rung động thiên địa. Đúng là tiêu diêu trí tôn, thám tử chúng ta phát hiện uyên ma lão tổ đột nhiên rời khỏi bản thân xào huyệt. Thần công trí tôn cung kính nói, uyên ma lão tổ đột nhiên rời khỏi bản thân xào huyệt. Tiêu diêu chí tôn cất bước ra, trong nháy mắt sẽ đến thần công trí tôn phía trước, cao mày nói, uyên ma lão tổ lúc trước đánh với ta một trận, bị vị kia đả thương, tuyệt không phải vậy đơn giản thì có khả năng khôi phục, hôm nay chắc là chuyên tâm khôi phục bản thân thời điểm, tại sao lại đột nhiên rời khỏi bản thân xào huyệt. Thần công Chí tôn trầm giọng nói, căn cứ thám tử chúng ta trả lời, tựa hồ là bởi vì loạn thần ma hải phát sinh một ít dị động, có tin tức truyền tới, ma giới loạn thần ma hải xuất hiện bạo động, theo ma hải chỗ sâu có đáng sợ tử vong khí thức bay lên, đồng thời có đại chiến chi uy, theo sau, uyên ma lão tổ hàng lâm loạn thần ma hải, tựa hồ tại tìm kiếm người nào. Loạn thần ma hải, tiêu diêu chí tôn ánh mắt ngưng lại, lóe ra tới tinh mang, loạn thần ma hải, trước kia bất quá là ma giới một cái tán tu chi địa, chỉ là về sau, Uyên Ma lão tổ tựa hồ đối với tiến hành một ít cải tạo, đồng thời điều động loạn thần ma chủ tiến hành tỏa chấn. Chúng ta thám tử, không cách nào đi vào chỗ sâu, dò xét đi ra Uyên Ma lão tổ mục đích, sở dĩ mới liên tục chưa hề biết rõ loạn thần ma hải chân tướng, chỉ biết chỗ kia chắc chắn có ma tổ một cái âm mưu.